Bài giảng hôm nay là bài giảng đầu tiên với bà con bên Úc Châu, cho nên chúng tôi đặc biệt cân nhắc một cái đề tài mà nó mang cái nội dung đó là khai hội. Khai hội nghĩa là bắt đầu một cái lớp học cho cả cái người biết rồi mà lẫn cái người sơ cơ, đặc biệt là người sơ cơ. Tuy nhiên nói là cho người sơ cơ nhưng mà cái nội dung này thì nó cần thiết cho tất cả mọi người. Bữa nay tôi sẽ đặc biệt nói về một cái từ ngữ trong Phật pháp mà thường thì bà con người Việt Nam mình, kể cả những người không có biết đạo Phật cũng có nghe. Tôi trong bài giảng là đặc biệt tôi sẽ nói về mỗi một chữ đó thôi, đó là chữ mạt pháp. Nguyên cái bài giảng hôm nay mình sẽ tìm hiểu cái chữ mạt pháp làm sao. Cái chuyện đầu tiên đấy mình phải nói rõ với nhau, đó là Đức Phật á, nói riêng và chư Phật ba đời mười phương nói chung không phải là những người gọi là sáng chế, sáng chế ra cái giáo lý, không phải, mà các ngài chỉ là người phát hiện. Nhớ nha, cái này các ngài chỉ là người phát hiện thôi, chứ không phải là các ngài người tạo ra cái giáo lý đó. Không phải, các ngài là người ngài là, các ngài là những người phát hiện, chư Phật là những người phát hiện ra những cái sự thật muôn đời của chúng sinh, của vũ trụ. Và khi mà giác ngộ á, thì các ngài đem cái sự thật mà mình thấy được á, đem dạy cho chúng sanh. Đó là chuyện thứ nhất. Mà chuyện thứ hai nữa, cái chữ mạt pháp ở đây không phải là cái pháp nó bị mất, mà là nó không được người ta biết tới nữa thì gọi là mạt pháp. Thí dụ như hôm nay, căn cứ vào những cái kết quả khảo cổ, ta biết rằng trong cái quá khứ của lịch sử nhân loại đó, là không chỉ tồn tại một cái nền văn minh duy nhất bây giờ mà chúng ta thấy, mà trước đây nó đã từng tồn tại những cái nền văn minh cũng không hề kém cạnh đâu, nhưng mà do cái vật đổi sao dời, biển dâu, thương hải hóa vi tan điền, biển xanh biến thành ruộng dâu biến thành biển xanh, cho nên chúng ta mất dần những cái dấu vết. Chứ còn những dấu vết ở trong lòng đất và trong đáy biển thì nó vẫn còn ở đó. Những cái nguyên tắc khoa học về toán, về lý, về hóa thì muôn đời nó như vậy. Nhưng mà có một cái giai đoạn lịch sử, một cái giai đoạn thời gian nào đó thì cái nền văn minh đó nó bị, vì một lý do nào đó nó bị xóa sổ, rồi chúng sanh nhân loại lại chìm trong cái bóng đêm mông muội. Rồi một thời gian một cái nền văn minh khác nó được tái hiện cũng y chang như vậy, rồi nó cũng tồn tại được một lúc nào đó rồi nó tự nó mất. Và những nguyên lý về khoa học thì muôn thuở nó vẫn là vậy, ba với ba muôn đời là sáu, những cái thành tố hóa chất chemical, cái này nó kết hợp với kia nó sẽ tạo ra một cái tác dụng, nó tạo ra một cái hiệu ứng như thế nào thì muôn thuở nó là như vậy chứ nó không có khác. H2O muôn đời là H2O, nhớ nha. Nhưng có một điều, có một lúc nhân loại không biết tới cái công thức đó, cho nên mình tạm gọi là cái thời kỳ gọi là vắng bóng khoa học, nhưng mà những nguyên tắc thì muôn thuở nó vẫn còn đó. Thì cái chữ mạt pháp ở đây nó có nghĩa là có một lúc mà lời Phật không còn được người ta biết tới nữa, chứng minh là kinh Phật bây giờ mình thấy ở trong Tam Tạng kinh điển thì nó có những cái bộ phận giáo lý mà bây giờ không được bao nhiêu người cảm thấy hứng thú để mà nghiên cứu. Chỉ có một vài cái vấn đề ở trong giáo pháp được người ta đặc biệt lưu tâm, thí dụ như tin Phật, lạy Phật để cầu phúc, kính lễ Tam Bảo để mà có được công đức, rồi ráng làm được vài ba thứ phước báo vặt vãnh nào đó để mà cầu được giải thoát kiếp sau. Đó đó là cái một mảnh vụn của giáo lý mà bây giờ nó rất là phổ biến. Chứ còn cái chuyện mà lát nữa tôi sẽ nói đó, cái chuyện mà tu hành giải thoát thì bây giờ nó nhạt nhòa, nó phai lạc lắm rồi nha. Và rất là nhiều lần tôi có đưa ra một cái nhận xét mà làm buồn lòng không ít người, đó là trong 100 người Phật tử Việt Nam, kể cả Thái Lan, kể cả Tích Lan, Thái Lan và Việt Nam, Lào, Campuchia, trừ ra Miến Điện thôi,
trừ ra Miến Điện, chứ còn mà Campuchia rồi Thái, Lào, Việt Nam, Tích Lan thì trong 100 người Phật tử như vậy nó chỉ chưa chắc được một người Phật tử đúng nghĩa. Có nghĩa là sao? Là biết chán sợ cái sự hiện hữu, biết chán sợ cái sự luân hồi, dốc tâm ra sức tu tập để mà không có còn luân hồi sanh tử nữa. Thì cái trường hợp đó được gọi là Phật tử đúng nghĩa. Còn tuyệt đại đa số đó là mình chỉ gọi là hành thiện lánh ác với mục đích là trốn khổ tìm vui. Có nghĩa là mình không muốn nghèo nữa, mình không muốn xấu, mình không muốn bệnh hoạn, mình không muốn tai họa, thì mình ráng mình tu mình bòn công đức để kiếp sau sinh ra nó khá hơn. Và cái khái niệm giải thoát trong lòng của đa số người Phật tử đó rất là mơ hồ. Thí dụ như bên bên Chúa đó, người ta có cái thiên đường, rồi bên Phật giáo Bắc truyền thì có cái Tây phương Cực Lạc, thì mình còn nghe mô tả ít nhiều. Còn riêng cái khái niệm về Niết Bàn của Phật giáo Nam truyền đó, thì người Phật tử Nam tông theo tôi nhận xét 100 người chưa chắc được một người hiểu đại khái cái cứu cánh Niết Bàn là sao. Dĩ nhiên cái trạng thái Niết Bàn chỉ có thánh nhân mới hiểu, nhưng hiểu đại khái theo cái thế trí của phàm phu đó thì mình đã không mấy người hiểu rồi. Tại sao mà phải chấm dứt sanh tử? Đa phần Phật tử mình là mong mỏi tu hành rồi nó sẽ sanh về một cái cõi nào đó tiếp tục hiện hữu tồn tại trong một cái điều kiện tốt hơn, vui vẻ hơn, sạch đẹp, lâu bền hơn. Tức là mình tu gì tu mình được, miệng thì nói vô thường vô ngã, chứ thật ra mình cũng luôn luôn là chìm ở trong bốn cái điên đảo vọng tưởng đó, đó là thường lạc ngã tịnh. Nhớ nha, cái bên Nam truyền nhấn mạnh cái nó thường lạc ngã tịnh gọi là điên đảo vọng tưởng. Thì hôm nay trong cái bài giảng đầu tiên này là để là khai hội, thì chúng tôi chọn cái đề tài gọi là mạt pháp. Thì cái mạt pháp ở đây á, nói theo trong kinh á, nó gồm có bốn cái vấn đề gọi là mạt pháp. Mà muốn nói tới mạt pháp thì mình phải nói tới chánh pháp trước. Bởi vì theo trong kinh mô tả đó, thì cái giai đoạn mà tồn tại của giáo pháp một Đức Phật đã trải qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất gọi là giai đoạn sắp hầm mát, tức là giai đoạn chánh pháp, có nghĩa là lúc Phật và chư thánh đệ tử còn còn đại thế, còn hiện diện ở đời, thì cái số người mà hiểu đạo, học đạo, hành đạo và chứng đạo đó rất là nhiều, rất là dễ dàng. Thời đó rất dễ dàng tìm thấy một vị xuất gia, rất dễ dàng tìm thấy một vị xuất gia, mà bên trong thì định tuệ, mà bên ngoài thì bác y. Thời đó rất dễ dàng tìm thấy những người mà đã đi xuất gia rồi thì không màng danh lợi, không màng cái sự kính bái cúng dường của Phật tử, mà chỉ dốc lòng thậm chí bán mạng để mà hành đạo trong núi cao rừng thẳm. Thời đó rất là dễ tìm thấy những cái vị như vậy. Còn thời nay đó thì đa phần mình đi xuất gia đó là mình phải sống trong tiện nghi, đó là một. Trường hợp thứ hai nữa đó là vị nào mà hơi có một chút cái biệt hạnh, ví dụ như không nhận tiền hay là đi sống bằng hạnh khất thực, không mang dép, cái hạnh ở rừng này đó, là cho tôi sám hối trước khi tôi nói ra chuyện này. Tức là đa phần mình thích sống tiện nghi, mà hãy lọt ra được cái vị nào mà sống mà có vẻ hơi kiêng khem khổ hạnh đó, thì vị đó cũng thầm mong người khác biết là mình là khổ hạnh. Cái đó vẫn chưa được. Vì trong kinh nói rất rõ có ba hạng. Cái hạng thứ nhất á, chìm đắm ở trong tiện nghi sung sướng, cái hạng này là tệ nhất. Cái hạng thứ hai là thiểu dục tri túc, nhưng mà còn mong người ta biết mình thiểu dục tri túc. Cái hạng này là chỉ khá hạng một thôi. Cái hạng thứ ba là khá nhất, tức là chân thành thiết tha thiểu dục tri túc và không hề có lòng mong mỏi người khác biết mình là thiểu dục tri túc, dầu qua biểu hiện hay ngôn từ cũng không hề có cái lòng mong mỏi người khác biết. Cứ gọi là chúi mũi cắm đầu mà đi con đường của mình, chứ không có màng đến cái nhận xét của người khác. Thì đó là ba hạng này. Thì cái giai đoạn chánh pháp là cái giai đoạn mà người là cái hạng thứ ba này rất là nhiều. Có nghĩa là chân tâm chân thành tu hành mà không mong người khác biết, đó là giai đoạn chánh pháp đó. Đó là cái giai đoạn mà người ta
bỏ thời gian ra để học hỏi Tam Tạng giáo pháp một cách rất là dễ dàng, học dễ dàng, hiểu dễ dàng, hành trì dễ dàng và chứng ngộ dễ dàng, thì đó gọi là giai đoạn chánh pháp đấy. Và trong chánh kinh Đức Phật, chánh kinh nghĩa là chánh tạng đó, Đức Phật xác nhận rằng trong cái giáo pháp của ngài, cái giai đoạn chánh pháp chỉ có 500 năm thôi đấy, chỉ có 500 năm thôi. Thì bà con nào trong trong cái room này mà có cái lòng nghi ngờ không biết ông nói đóng dựa kinh nào thì tôi cho địa chỉ rồi tự tìm, chứ tôi mệt quá rồi nha. Đó là Tăng Chi bộ kinh mà cái phẩm Gotami, cái phần 8 pháp, cái bài kinh mà nói về bài Gotami và 8 cái trọng pháp, tức là 8 cái điều kiện tối thiểu để một cái người nữ được đắp áo tỳ kheo ni mà thời Đức Phật, chứ còn thời này thì tôi không ý kiến nha. Theo trong kinh điển thì tỳ kheo ni đã gọi là kết thúc chính thức vào thế kỷ thứ tư Phật lịch, có nghĩa là Phật Niết Bàn được 400 năm đó là coi như tỳ kheo ni gọi là đóng sổ, còn sau đó mình ráng mình tiếc nuối mình nắm níu thêm thì đó là chuyện của sau này. Chứ còn cái gọi là ni chúng mà chính thức mà được Đức Phật ban hành cho phép quy định ấn định đó thì đã kết thúc chính thức officially là 400 năm sau khi ngài Niết Bàn kết thúc nha. Cái vị ni trưởng thánh nhân sau cùng đó là bà Sankhamitta, con gái của vua Dục, thì chính bà cũng thấy rằng là sau khi bà tịch rồi thì ni chúng lụi tàn dần dần, và bà và chư thánh tăng đều thấy rằng hãy để nó lụi tàn tự nhiên, không có cái gọi là ra sức duy trì níu kéo nữa. Vì trong kinh dạy rằng đó là trong cũng trong đó cũng ở trong cái địa chỉ tôi mới cho, nói rằng chính cái hình cái chuyện mà người cư sĩ nữ 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 tín nữ mà khoác cái áo tỳ kheo đó đã làm giảm thọ giáo pháp. Lẽ ra cái thời kỳ chánh pháp sẽ kéo dài tới 1.000 năm, nhưng mà vì cái sự có mặt của các vị bên ni chúng mà nó là giảm mất một nửa. Như vậy thì thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ mà học dễ, hiểu dễ, hành dễ và đắc dễ, thì gọi là giai đoạn chánh pháp. Rồi sẵn ở đây cái cô trung trung thế nào cũng có người thắc mắc là Đức Phật biết rõ cái sự có mặt của các vị tỳ kheo ni sẽ làm giảm thọ giáo pháp, thì tại sao mà ngài lại cho phép tỳ kheo ni được thành lập ni ni đoàn ni chúng? Tại sao? Trước mắt thì ngài A Nan ngài đã vào ngày sinh Đức Phật 3 lần, vì một cái duyên sự rất là đơn giản là ngài nhìn thấy bà Gotami là dì ruột của Đức Phật, đầu trần chân đất từ một bà đệ nhất phu nhân mà bỏ ngôi, bỏ hết mọi thứ, bỏ cái ngôi vị hoàng hậu, đầu trần chân đất, cạo đầu mặc áo nâu sồng, đi chân không mà vượt ngàn dặm đến để mà sinh xuất gia, mấy cái bằng chân sưng phù tươm máu. Thì ngày vào ngày sinh Đức Phật ngày từ chối 3 lần. Thì ngày hôm nay ngày mới hỏi Bạch Thế Tôn, người nữ có khả năng đắc đạo hay không? Thì Đức Phật ngày dạy là có, người nữ có khả năng đắc đạo. Rồi cái ngày nay ngài Bạch Thế Tôn mà dì ruột của ngài là bà Gotami, nó có cái công nó nuôi dưỡng ngài khi mà bà Maya băng hà. Thì Đức Thế Tôn ngài nhận lời không phải là vì cái chuyện riêng tư trong gia đình là dì ruột của mình, mà cái đây là cái chuyện mà phần tử phải nhớ, tất cả chư Phật ba đời mười phương đều gọi là có cái giáo hội tỳ kheo ni hết á. Nhưng mà đó là trường hợp rất là bất đắc dĩ, very very bất đắc dĩ. Là vì sao? Là vì khi mà chư Phật ra đời thì có vô số người nữ chứng quả A-la-hán, có vô số người nữ đạt A-la-hán nha, có vô số lúc mà ngài còn tại thế, có vô số, tức là đếm không xuể đó, vô số người nữ đạt A-la-hán. Mà các vị A-la-hán dầu là nam hay nữ đắc A-la-hán rồi mà nếu không có được xuất gia tiếp tục mặc cái áo cư sĩ thì tối đa là 1 tuần lễ vị đó phải từ trần. Vị A-la-hán không thể tiếp tục mang cái hình thức cư sĩ này quá 1 tuần lễ nha. Có chỗ nói 1 ngày, có chỗ nói 1 tuần, thì tôi chọn cái 1 tuần cho nó chắc ăn để. Có nghĩa là trong vòng 1 tuần lễ thì vị đó phải là sống ở đời xuất gia, về tinh thần lẫn về tinh thần thì khỏi nói, nhưng về hình thức phải là vị xuất gia, còn không là vị nó phải viên tịch niết bàn
tức là nói theo mình giờ là phải từ trần qua đời, quá cố quá giảng đó, trong vòng 1 tuần. Và chính vì cái sự kiện này cho nên chư Phật ban hành, ban hành cái luật là thành lập cái ni chúng để cho các vị đó, lấy giờ người ta đắc xong người ta tịch hết à. Thì chính vì các vị A-la-hán mà thánh thánh nữ đó, thánh nữ là A-la-hán mà có cái giáo hội thì sau này tôi đặc biệt đòn bài giảng này, tôi không có muốn nói nhiều về cái chuyện này, nhưng mà là đang nói về cái này chánh pháp thì tôi phải nói luôn. Thì cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ mà người ta hiểu đạo, học đạo, hành đạo và chứng đạo rất là dễ dàng. Nhớ nha, rất là dễ dàng. Còn thời này á, là cái lý tưởng mà đến với đạo nó không có, thì 4 cái kia nó không có. Lý tưởng đến với đạo là gì? Là thật sự thấy cái thân này nó là gánh nặng, thấy cái chuyện ăn uống tắm rửa tiểu tiện đi đứng nằm ngồi giao tiếp là gánh nặng, là phiền, là mắc công, là tào lao, là vô nghĩa, là vô ích, là vô bổ, là vô dụng. Người ta thấy cái chuyện mà kéo dài cái hiện hữu này nó không có ý nghĩa gì hết rồi. Nha, cái người đó đó, cái người mà có cái cảm nhận, có cái nhận thức như vậy đó, khi mà họ học đến với đạo đó, họ mới thiết tha học đạo, tìm hiểu, hành trì, nếu đủ duyên thì mới là chứng đạo. Cái đó mới gọi là thời kỳ chánh pháp. Cái loại người này nó nhiều. Còn cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn là còn cái như đa phần mình bây giờ, là tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, nếu bây giờ mà các vị là mỗi ngày mà có được thu nhập 1 triệu đô la thì mỗi ngày hoặc là mỗi tháng các vị có được 1 triệu và sức khỏe các vị là hoàn hảo không, thì liệu các vị có còn thiết tha tìm đến đến đạo nữa hay không? Hoặc là nếu bây giờ có một phép lạ nào đó mà các vị sống được 1.000 tuổi, 2.000 tuổi, 1 triệu tuổi thì các vị có thiết tha đến Phật pháp hay không? Đa phần chúng ta bây giờ đến với đạo là do có cái chuyện buồn gì đó, chuyện buồn về gia đình, chuyện buồn về sức khỏe, chuyện buồn về tình cảm, chuyện buồn về về vật chất tài sản của vấn đề bla 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 bla, nói chung chúng ta phải bị một cái chuyện gì đó chúng ta mới tìm đến đạo. Chứ trong đáy lòng sâu thẳm của chúng ta không có phải là cái người chán sợ cái sanh tử đâu quý vị nha. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, nếu bây giờ bà con mình mà có được một cái phép lạ mà có thể sống 1 triệu tuổi không, rồi có khả năng đi mây về gió ha, sống bên cạnh người mình thương, ở được chỗ mình thích, muốn bay đi đâu đó bay hào quang chói lòa, ăn mặc ở hoàn hảo trong điều kiện tốt nhất, thì thử hỏi lúc đó bà con có nghĩ đến cái chuyện mà sanh già đau chết, rồi nghĩ đến chuyện mà giữ giới rồi thiền định rồi còn khuya, chuyện đó không có nha. Chẳng qua là mình khổ quá thì mình muốn trốn nhất thời, giống như con cù lần mà nó bị người ta rung cây thì nó lấy tay nó che mặt, con đà điểu mà nó bị rượt thì nó vùi đầu vào rung cát, rồi mình thì mình khổ quá mình chạy vô chùa mình nghe kinh cầu công đức rồi nguyện kiếp sau khá hơn vậy thôi, chứ còn mà thật lòng mà chán sợ sanh tử, chán sợ sự hiện hữu thì trăm người chưa được một nha. Người mà tu đúng á là mỗi lần mà ăn á, múc miếng ăn mà đưa vô trong miệng là ta thấy đó là cái phiền, vì cái cục nợ này nè nó mới có cái nhu cầu ăn uống, mà khi nó đói thì ăn nó mới ngon. Không, cái bị nghĩ kỹ đi, vì có cái thân này mình mới có nhu cầu ăn uống, mà vì có nhu cầu ăn uống cho nên nó mới có biết cái ngon cái dở, không, cay mặn chua đắng ngọt bùi, rồi từ đó mới đi kiếm cái mình thích. Chứ nếu mà mình là tu đúng hiểu đúng thì mình thấy cái sự có mặt của cái thân này nó đã là khổ. Mỗi lần ăn là mỗi lần mà là mình mở thùng rác mình liền rồi rác trong đó, rồi đậy nắp lại, khép môi, tức là đậy nắp nha. Mình nhai nhai mình khép môi lại nên là chính là mình đang đậy nắp, còn mình đút vô như là mình đang đổ rác, rồi mình nhai nhai là mình đang nghiền rác, rồi rồi mình ngậm miệng lại là mình đang đậy nắp thùng rác, nguyên thủy nó là như vậy. Không, thì bà con có thể nghĩ là tôi nói quá lời nhưng đó là sự thật. Nè. Còn bà con cũng tin đó, thì bà con lấy thức ăn mà con nhai 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 mà con nhỏ nhổ vô nhả trong cái bịch này. Rồi uống nước rồi ăn tráng miệng là cũng nhổ vô cái bịch này. Đeo cái bịch trước ngực rồi bà con mới thấy nó là cái gánh nặng, nhưng mà tại vì mình nuốt vô trong nó khuất mình mới thấy, chứ thật ra mỗi lần ăn là mỗi lần là mình đang băng bó cái vết thương, mỗi lần mình đổ rác, mỗi lần mình ăn là mỗi lần mình phải ráng mình
thêm cái sinh tố để mình nuôi cái của nợ mấy chục ký này. Ừ, phải thấy như vậy đó thì cái người đó mới là học đạo hành đạo đúng mức. Còn đa phần mình đó là toàn là trốn khổ tìm vui, cho nên tôi nói không biết là bao nhiêu lần. Chúng sanh trong đời này nó có nhiều hạng. Hạng thứ nhất, không biết Phật pháp thì chỉ biết gọi là chạy theo cái thích và trốn cái mình ghét, bất phân thiện ác. Đó là loại một. Loại này nó giàu mang thân người nhưng không có khác súc vật, có nghĩa là chỉ biết chạy theo cái mình thích và trốn cái mình ghét thôi, không phân thiện ác. Cái hạng thứ hai khá hơn một chút là vẫn tiếp tục trốn khổ tìm vui nhưng mà biết phân biệt thiện ác. Cái hạng thứ ba đó, họ thấy rằng thiện ác buồn vui đều là đáng đáng sợ đáng chán, bởi vì đó là sự quẩn quanh. Tu cho đã mà nếu không có niết bàn đó, thì vẫn về trời, về trời sống hết tuổi thọ để lọt xuống làm trùng làm dế làm dồi làm bọ địa ngục ngạ quỷ, rồi lâu lâu nó đủ duyên nó trồi lên làm trời làm người từ đâu chừng dài kiếp gì đó rồi nó lọt xuống trở lại. Mà cái cơ hội mà trồi lên nó cực hiếm. Trong kinh nói cái con rùa mù mà thí dụ như trăm năm mà nó trồi đầu lên một lần, mà trong một cái lần nào đó mà nó chọt cái đầu nó vô trong cái lỗ ván, lỗ ván trôi biển. Đức Phật nói đó là một cái random mà cực kỳ hiếm, một cái sự ngẫu nhiên mà khó bao giờ xảy ra. Mà ngài nói là cái chuyện mà con rùa mù mà nó chung cái đầu vô lỗ giác nó còn dễ hơn là một cái người, một cái chúng sanh đã bị đọa mà lại trồi lên được làm người. Ừ, khó lắm. Nên cho nên nó là cái hạng chúng sanh thứ nhất là chỉ biết trốn khổ tìm vui, cái hạng thứ hai là biết hành thiện lánh ác nhưng cũng tiếp tục để trốn khổ tìm vui, chỉ có cái hạng thứ ba đó là thấy thiện ác buồn vui đều là đáng sợ như nhau hết, đều là đáng sợ hết. Ừ. À, cái thiện thì nó đem lại cái hạnh phúc, còn cái ác đem lại đau khổ. Nhưng mà thật ra cái khổ đó, cái vui nó là hai mặt của một đồng tiền. Không, vui là gì? Vui có nghĩa là mình có được cái mình thích, mà khi mình có được cái mình thích thì dứt khoát là mình phải có cái mình ghét. Khi mà tôi thích nóng á, thích ấm á, thì tôi ghét lạnh. Khi tôi thích mát á, thì tôi ghét nực. Khi mà tôi thích êm ấm á, thì tôi ghét cái gì nó thô ráp sần sùi, đúng không? Khi mà tôi thích một cái vật gì đó là có nghĩa là tôi phải có một cái ghét ngược lại. Đó. Khi tôi muốn gần một người thì có nghĩa là tôi sợ cái sự chia cách người đó. Đó. Mà khi tôi ghét một cái người thì tôi cũng lại thích cái sự xa cách người đó. Cho nên cái thích và cái ghét, cái khổ và cái vui nó là một cặp, không có rời nhau được. Thấy được điểm này cho nên những bậc mà hữu trí, những bậc mà gọi là có huệ căn là người ta vẫn hành thiện lánh ác nhưng mục đích không phải để trốn khổ tìm vui nhưng mà để không còn thiện ác buồn vui nữa. Đó. Thì cái thời kỳ chánh pháp là cái thời kỳ mà cái người hiểu được cái mấy cái điều nãy giờ tôi nói nó nhiều lắm, nó nhiều lắm. Còn cái thời này của mình á, thì không có, những cái số người nó rất là hiếm. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó là trong kinh là khi mà giải thích về cái chữ chánh pháp hay mạt pháp, trong kinh có nói rõ thế này, đó là cái tiêu chuẩn của chánh pháp nó gồm có bốn điều. Cái điều thứ nhất là chúng sanh là có được cái khả năng gọi là paralokapahayabhassavi, có nghĩa là biết ưu tư, biết băn khoăn khi nghĩ về cái đời sau kiếp khác. Biết nghĩ về đời sau kiếp khác là sao? Có nghĩa là mình biết suy tư, biết băn khoăn, biết thao thức, biết trăn trở. Là bây giờ mình cứ đi làm để mình sống, rồi sống để đi làm, rồi đi làm để sống, rồi sống để đi làm. Như vậy nó kéo dài cho đến năm sáu mươi mấy tuổi, đến tuổi hưu mình về hưu, con cái nó mỗi đứa một phương, rồi mình về mình sống ở trong căn nhà được bao lâu, rồi đến lúc mà nó hết hết sức rồi đó là vô nhà già, rồi nó kết thúc trong nhà già hoặc là nó kết thúc trong bệnh viện. Mà hết thế này hệ này tới thế hệ khác như vậy hay sao? Đó là sự vô nghĩa của đời sống. Thứ hai là mình thấy rằng là mình mà tắt thở rồi mình đi về đâu? Thầy bà tăng ni hứa hẹn đủ điều cầu an cầu siêu nhưng mà thật ra mà tắt thở rồi chính tăng ni họ còn chưa biết họ đi về đâu. À, thì nói chi là mình một hai thời kinh EA mà đọc cái tiếng mà mình nghe mình không hiểu nữa, đọc tiếng Việt là mình nghe nó không hiểu rồi, đừng có nói đọc tiếng Pali.
mình cứ tin vô ba cái đó, trong khi nó cái giáo pháp là để hành trì chứ không phải để A đọc cho B nghe, tí đọc cho thằng Tèo nghe, không phải. Mà giáo pháp là nhận thức và hành trì. Mà đằng này mình lại đi tin mấy cái buổi tụng kinh EA đó mà mình không có màng cái nghĩa lý. Tôi nhấn mạnh kinh Pali là Phật ngôn đúng, nhưng mà nếu mà mình chỉ có chú ý đến cái cầu an cầu siêu thì nên cẩn thận, coi chừng mình tu sai nha. Ngay cả cái chuyện niệm Phật cũng vậy, niệm Phật á, theo trong kinh điển Nam truyền đó, nó khác Bắc truyền. Bắc truyền là mình cứ réo cái tên cái người mình niệm thôi, ví dụ như Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Tiếp Dẫn Đạo Sư Di Đà Phật, Nam Mô Linh Cảm Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Nam Bồ Tát, Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Phật. Đó là bên Bắc truyền đọc mà chẳng màng ý nghĩa gì hết, nhưng bên Nam truyền mình thì trong Thanh Tịnh Đạo nó rất rõ là niệm Phật á, là niệm là Thế Tôn là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thì A La Hán nghĩa là gì, chánh đẳng giác nghĩa là gì, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu nghĩa là gì đó, rồi thiên nhân sư nghĩa là gì, mình niệm cái gì mình nó hiểu cái đó, chứ còn không phải mình chỉ réo réo cái hồng danh đó. Giống như mình niệm Nam Mô Nguyễn Công Tý, Nam Mô Lê Văn Tèo thì không có đúng, mà mình phải hiểu từng hồng danh là cái gì. Còn không là thì nếu mà mình niệm mà mình không có hiểu cái hồng danh mình niệm, thì giống như mình niệm Lê Văn Tý, Lê Văn Tèo, Nam Mô Giêsu, Nam Mô Allah, Nam Mô Muhammad vậy thôi này. Cho nên nó là cái ngày nay đó là cái con đường mình đến với Phật pháp mình phải xét lại nha. À, phải xét lại thì cái tiêu chuẩn đầu tiên của chánh pháp là gì? À, đó là biết ưu tư, biết băn khoăn đời sau kiếp khác. Thứ nhất là ưu tư về cái chuyện trước mắt, là mình thấy những cái khổ lạc buồn vui thích ghét trước mắt mình nó rất là giả tạo, nó rất là giả tạo, nó có đó rồi nó mất đó. Có ai trong đời này trốn được cái mình ghét? Có ai trong đời này có được cái mình thích? Giả định là có đi thì được bao nhiêu phần trăm, chúng ta ghét bao nhiêu thứ mà chúng ta tránh được bao nhiêu trong số những thứ mình ghét, chúng ta có bao nhiêu cái mình thích và mình có được bao nhiêu phần trăm cái mình thích. Đấy, gọi là trốn khổ tìm vui đó. Ngay trong cái trốn khổ mình trốn được bao nhiêu và tìm vui mình tìm được bao nhiêu, nghĩ đó là chuyện trước mắt. Chuyện thứ hai, nó chết rồi đó, mù mịt hơi thở mà nó hước một phát nó đi luôn rồi đó, là mình đi về đâu? Giả sử trong room này có những người không tin chuyện tái sanh thì ít nhất quý vị cũng phải biết bận tâm là giả sử như nó có thiệt thì mình sẽ đi về đâu trong cái trời đất bao la này. Cái căn nhà mà quý vị đang ở là trị giá 8 triệu, nó mà nó bị stroke, nó hết áp tắc một phát rồi trong vòng 3 phút là ngôi nhà đó sang sang tên chủ khác, phải không? Mà nhất khoảnh điền thiên niên vạn chủ, một miếng đất trong một ngàn ngàn năm nó là biết bao nhiêu chủ, phải không? Thì nghĩ tới chỗ đó, đó rồi suy tư đến cái mong manh của kiếp hiện tại, suy tư đến cái mịt mờ mơ hồ tâm tối của mình sau cái kiếp tái sinh, cái của sau khi mình tắt thở thì gọi là paralokapayadassavi. Cái ngày cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ mà cái số người này nó nhiều, cái số người mà biết quan tâm đến đời sau kiếp khác nó nhiều. Còn cái thời mạt pháp là cái thời kỳ mà người ta chỉ biết lo chuyện trước mắt, tức là đi chùa cầu phước xong rồi về nhà tiếp tục sống sa đọa, hưởng thụ thỏa thê này, hưởng thụ thỏa thê, rồi cứ lâu lâu đụng chuyện buồn hoặc là trong nhà có chuyện mà tang chế gì đó thì chạy vô chùa rước thầy bà về lóc cóc lan can bữa hai bữa, chuyện buồn nó qua đi qua cái thách thứ bảy rồi là tự nhiên sỏi luyện ao bèo đâu lại vào đấy nha. Trong khi cái thời kỳ chánh pháp là thời kỳ mà rất nhiều tăng ni Phật tử khi đến với đạo là canh cánh một niềm cầu giải thoát này, và canh cánh một niềm thao thức trăn trở về cái đời sau kiếp khác. Đó là ý nghĩa một của cái gọi là chánh pháp. Không có được cái này thì được gọi là mạt pháp. Đó là hôm nay mình hôm nay mình chỉ liếc qua cái đó là mình thấy là mạt chỗ đó đó, chùa miếu thì nó mọc như nấm, nhưng mà cái số người mà biết cái gọi là băn khoăn về sự hiện hữu trước mắt, băn khoăn về cái đời sau kiếp khác cực hiếm, cực hiếm, phải nói như vậy. Đấy, cái thứ hai đó, cái chánh pháp đó là thứ nhất là cái gọi là paralokapayadassavi, biết băn khoăn đời sau kiếp khác. Cái thứ hai nữa đó là bận tâm về cái nhận thức
Cái nhận thức, cái học hiểu đó, cái học hiểu đó gọi là kaparayati, thường thì chỉ là pháp học nhưng mà ở đây tôi dịch là nhận thức. Có nghĩa là thứ nhất là mình phải cái người học đạo chỉ đầu tiên là phải biết băn khoăn về cái nỗi đời, cái phận đời của mình đấy. Rồi cái thứ hai là vẫn mà là quan tâm về vấn đề nhận thức là sao. Đa phần bây giờ đó là vào chùa là đi toàn là bằng tình cảm thôi. Thí dụ má tôi chết tôi buồn, buồn là một thứ tình cảm. Tôi muốn hết buồn thì tôi chạy vào chùa. Tăng ni nào mà nói chuyện tôi nghe tôi thích, tôi mến thì tôi mới nghe nữa. Còn tăng ni nào dầu nói đúng nói sai tôi không cần biết, tôi chỉ biết nói mà tôi không vừa ý là tôi không nghe nữa. Tôi chỉ đến với tăng ni nào tôi thích và tôi chỉ ghi nhớ cái gì tôi thích. Và đương nhiên là tôi chỉ làm theo cái gì tôi thích. Đã. Như vậy là chưa được. Trong khi đó chúng ta biết có hai con đường tìm đến chân lý. Cái con đường một là đến với chân lý như thật, có nghĩa là chân lý nó ra làm sao thì mình cứ như vậy mà mình thấy. Cái trường hợp thứ hai nó đến với chân lý theo ý mình muốn. Cái trường hợp một là đến với chân lý như nó là, còn cái trường hợp thứ hai là đến với chân lý như mình muốn đó. Thì đa phần bây giờ là mình đến với giáo lý, đến với Phật pháp như mình muốn, chứ mình không có đến Phật pháp như Phật pháp là as it is không, mà nó toàn là như mình muốn. Có nghĩa là tăng ni nào nói vừa ý mình á, là mình theo. Mà cái điều đó quá nguy hiểm. Các vị tưởng tượng các vị ra chợ, các vị chỉ mua toàn là mấy thứ mới bị tách không à. Về giọng người trong mọi mình ăn vô vô miệng mình. Đi ra nhà thuốc tây không có cần toa bác sĩ, không cần dược sĩ họ nói cái gì, cứ ra mua toàn là thứ mình tách không. Các vị nghĩ tôi có được không? Ra chợ mua thức ăn là mình phải mua cái gì mà mình nên ăn, phải ăn. Đó, nên ăn, phải ăn. Must and should, nên ăn phải ăn nên. Chứ không phải là mình ra chợ mình muốn mua gì mình mua thì, tiền mình không ai cấm nhưng mà coi chừng chết yểu nha. Rồi trong nhà thuốc tây cũng vậy, mình chỉ vô mình mua cái gì mà mình cần chứ không phải mình mua cái mình thích. Thì đến với Phật pháp cũng vậy, mình đến với Phật pháp mình không phải đến để mà mình nghe cái mà mình muốn nghe, không phải mình đến để mà mình tìm mình đến cái tăng ni là vì cái cảm tình của mình đối với vị đó, mà mình phải lắng nghe vị đó nói cái gì. Kể cả trường hợp đó cái người đó mình có thích nhưng mình coi họ nói cái gì, và kể cả người đó là người mình rất là mến nhưng mà mình cũng phải lắng nghe coi họ nói cái gì đó. Cho nên cái người Phật tử đó, cái tiêu chuẩn thứ hai đó là hà là cái khả năng là nhận thức, cái khả năng này rất là quan trọng nha. Thì cái bốn cái tiêu chuẩn của chánh pháp là ngược lại gọi là mạt pháp đấy. Thì là cái chánh pháp đầu tiên là cái người cái thời kỳ mà chúng sanh còn quan tâm đến cái gọi là đời này kiếp khác của bản thân. Cái thứ hai là quan tâm đến con đường nhận thức, không phải là mình nghe được cái mình thích là đủ đâu, mà mình phải nghe cái mình cần nghe quý vị. Cái gì cần, cái gì gọi là cần, cái gì mà mình có thể nương theo đó để mình hành trì, cái gì mà mình nương theo đó để mình ngày mình một sáng cái trí ra, cái đầu mình nó bớt tối, cái gì mà mình nương theo đó mình có thể hành trì bớt khổ. Thì cái đó là cái nên có, nên học. Còn cái mà mình chỉ nghe điều đó, mình chấp nhận điều đó chỉ vì mình thích, mình thấy nó vừa ý mình thì không được. Tôi nói thiệt nha, có nhiều cái bài báo đó, tôi liếc tôi thấy tôi ráng đọc cho tôi không có thích. À, ví dụ như họ khuyên là nên nằm ở cái tư thế nằm như thế nào để ngủ cho nó tốt, rồi những cái món ăn nào nên tránh, họ kể những món ăn mà thông dụng mình á, thường ăn đó, họ kêu nên tránh, rồi họ chỉ cách chế biến làm sao cho nên cho nó khoa học, cho nó không có gây hại, không có độc hại. Thì cái bài đó nó ngán muốn chết đi nhưng mà không thể không đọc, không thể không đọc, phải đọc. Chứ còn mấy cái bài báo mà mình đọc mình thấy vui vui đó. Thiếu gì nhà ai online thì biết mà, thiếu gì cái mà cái mấy cái website để mình đọc mình thích thiếu gì. Nhưng mà những cái bài báo mà mình cần đọc thì đa phần là những bài báo mình có thích, những bài báo mà đụng chạm tới vấn đề mà sức khỏe rồi thuốc men rồi y tế đó tôi ghét lắm, tôi nói thiệt tôi ghét lắm. Tôi ghét lắm, tôi sợ lắm. Thậm chí tôi có ngày quen anh Phật tử, ảnh cứ ngồi đâu anh cũng gật gù cưỡng, anh giống như anh ngủ thiếu ba kiếp vậy đó.
cái tôi thấy nhiều năm trời, 3 4 năm ở gần anh, tôi lưu tới thấy ảnh cứ vậy hoài, nên anh đi khám bệnh coi anh có bị cái gì không. Như thấy anh sẽ cứ ngồi chút xíu anh ngủ gục rồi làm sao, cái anh nó cũng muốn lắm chứ, nhưng mà sợ bác sĩ, thì sợ bác sĩ nói ra nó rung lắm. Không, khi nào mà đuối quá chịu nổi thì đi, chứ còn bây giờ mình đang vui vẻ ok thì tự nhiên ra bác sĩ bối ra ma quá, nhà ra rác, ra bác sĩ là thế nào cũng lòi chuyện này chuyện kia. Anh sợ, sợ sự thật á. Ừ, sợ sự thật. Ừ. Cho nên cái thứ hai người Phật tử đó là hai cái vấn đề nhận thức nó quan trọng lắm. Nhận thức là quan trọng. Mình đến với Phật pháp chuyện đầu tiên là phải có nhận thức, mình phải có được một cái sự nhận thức đúng thì từ đó nó dẫn đến hành trì đúng, mà có hành trì đúng thì mới có hy vọng là chứng ngộ. Còn đằng này á, là ngay cái nhận thức của mình nó đã có vấn đề rồi, thì ở đây tôi chỉ điểm sơ, mình sẽ bàn sâu về những cái bài giảng khác. Nhận thức ở đây là dựa trên cái gì? Dựa trên là những cái tiêu chí sau đây. Một là thời nay không còn Phật, không còn Thánh tồn tại như ngày xưa. Không, thì chuyện đầu tiên là mình phải dựa vào kinh điển, nhưng mà phải nhớ cẩn thận, không phải cái cuốn nào mình để đằng trước có cái hình Phật mình đều gọi là kinh, không phải cái cuốn nào mà cái tên tác giả soạn giả dịch giả là tăng ni là mình nghĩ đó là kinh. Thì cái đó cẩn thận, cẩn thận. Một bản dịch có vấn đề cũng rất là nguy hiểm, nói chi là một cái cuốn sách do người ta sáng tác, người ta phỏng phỏng tác phỏng dịch, không thì cái đó nó còn đáng ngại nữa. Không, cho nên là nhớ cẩn thận, cái đầu tiên là phải kinh điển có nguồn, cái nguồn đàng hoàng. À, cái thứ hai nữa là thầy bạn mà mình trao đổi là ai. À, không phải là người nổi tiếng là luôn luôn đúng, không phải người vô danh là cái người luôn luôn sai. Nhớ cái này, nhớ cái câu thần chú này, không phải người nổi tiếng là luôn luôn đúng, mà không phải người vô danh là luôn luôn sai. Một cái đúng dầu không ai biết nó vẫn đúng, một cái sai dầu triệu người chấp nhận nó vẫn sai. Nhớ nha, nhớ nha. Ừ, nhớ cái điểm quan trọng này. Cho nên cái chuyện mà nhận thức của người Phật tử rất là quan trọng. Trước hết anh có cái thao thức về đời này kiếp khác, đó là mới step 1 thôi, mới bước 1. Nhưng mà bước 2 là cái anh phải củng cố, anh xác định cái nhận thức của anh về Phật pháp. Tại sao anh phải học đạo, mà anh học cái gì? Tại sao phải học và học cái gì, và tại sao phải học cái đó? Là nhớ cái đó. Ừ. Tại sao phải học đạo là bước 1. Rồi bước 2 là phải học cái gì. Mà thứ ba là tại sao học cái đó. Đó, phải có 3 bước vậy, trong cái nhận thức đó phải có. À, còn tôi nhắc lại, nếu mà bước 1 đó, đó là mình không có được một cái thao thức về cái đời này kiếp khác của bản thân, tới đâu hay tới đó. Cái đáng sợ nhất của phàm phu là tới đâu hay tới đó. Biết bao nhiêu người trong đời này họ không biết Phật pháp họ có chết đâu, biết bao nhiêu người không học vô lý họ có chết đâu, biết bao nhiêu người gọi là không có hành trì họ có chết đâu, thì mình cũng nằm trong số đó thôi. À, mà đó là một cái tâm bệnh rất là nguy hiểm, tức là mình sống theo cái đám đông đó, đám đông nó kéo mình đi theo. À, có sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, đừng tin là đám đông luôn luôn đúng, phải cẩn thận. Bằng chứng là trên thế giới này nó ai có học về biology chút xíu đó, về sinh vật, các vị thấy cái động vật mà nhiều nhất trên thế giới này là có phải con người không? Tôi nói có nghe rõ không? Tức là các vị dò lại giùm tôi, cái động vật mà nhiều nhất trên thế giới này có phải con người không? Dứt khoát là không. Con người mình có 7 tỷ mấy à, còn đếm được nha. 1 tỷ là chính số 0. 7 tỷ mấy à, như vậy là còn đếm được. Trong khi đó có vô số các loài vi sinh mà đếm được. Vi sinh là quá 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 cỡ rồi. Giờ tôi nói mấy loài kiến. Kiến rồi dồi rồi muỗi rồi mối rồi, rồi nó biết là bao nhiêu. Cho nên khi mình chạy theo đám đông thì cuối cùng mình sẽ đi vào cảnh giới của cái loại nào nó đông nhất, nhớ lấy lời nha. Mình tưởng chạy theo đám đông là đúng nhưng mà không, chưa chắc, chưa chắc. Chạy theo đám đông thì coi chừng mai mốt sẽ đi về cái cảnh giới của cái loại nào mà nó đông nhất. Các vị có thấy mà những cái bầy cá mà trong biển mà nó di chuyển mà gì mới thấy khiếp, có những bầy cá mà nó di chuyển theo cái mô hình của một cái trái banh. À, tức là nguyên một khối tròn nó di chuyển ở trong biển, mà cái khối banh cái đường kính của nó là vậy, là cả mấy chục mét, cả trăm mét,
lúc nhúc ở trong đó, nó di chuyển theo cái mô hình của một trái banh lăng khiếp lắm. Thì hồi đó lúc nó còn là trong thở luân hồi, nó là nó cũng có khuynh hướng là đi theo đám đông, cho nên bây giờ nó mới sanh ra nó làm kiến, làm mối, làm dòi, làm ruồi, nó làm mấy cái con cá mà đi theo bầy 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 như thế. Và tôi nói một câu rất là nặng nhưng đó là sự thật, chỉ có trâu mới quen ngõ, chó mới quen đường, chỉ con người nên tránh lối mòn. Cái gì mình cũng phải xét lại, phải biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình, dầu là về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Mình trót thương, trót kính một người, trót mến một người, rồi lâu nay mình cứ đi theo, mình chấp nhận con người đó, đôi lúc cũng phải biết nhìn lại, đôi lúc phải biết nhìn lại, ngay cả kinh điển mà mình cũng phải biết nhìn lại coi cách hiểu của mình đúng chưa, nói gì là một cá nhân. Nhớ cẩn thận cái đó, cá nhân nên nhớ, dầu đó là thiền sư, pháp sư, luận sư, giảng sư, một dịch giả, một tác giả, một soạn giả nổi tiếng bằng trời đi nữa, thì lúc nào cái mà họ viết ra, cái mà họ nói ra, nó cũng mang cái dấu ấn cá nhân của họ trong đó. Tôi chỉ ví dụ cho các vị hiểu, thí dụ như một cái người tiểu đường mà mình ở gần họ đó, thì khi họ nói về cái chuyện thuốc men ăn uống, nếu mình để ý đó, nó có phản phất cái mùi tiểu đường ở trong đó. Cái người mà bị cao máu đó, mình ở gần họ mà cái cách họ ăn uống, cái cách họ nói năng về thuốc men, về thực phẩm, nó nói về giọng họ, nếu mình để ý mình nghe nó phản phất có cái mùi tanh xông ở trong đó, họ bị cao máu mà. Cái dân mà tim mạch cũng vậy, họ cái đời sống của họ, cái ngôn ngữ, cái tư duy của họ, nó ít nhiều nó phản phất cái bệnh của họ trong đó. Nó lạ lắm. Rồi thiền sư á, mà có những vị thiền sư mà họ thích đi kinh hành, thì khi họ giải đạo, họ giải thiền, họ sẽ khuyến khích mình đi kinh hành. Có những thiền sư họ không có thích đi nhiều, họ thích ngồi, họ sẽ khuyến khích mình ngồi nhiều. Họ thậm chí có những vị họ khuyên mình có ngồi ngày nên ngồi 8 tiếng, 10 tiếng nữa. Mà những vị đó đa phần đó, là những vị đó, cái chân họ có vấn đề, họ đi không có thoải mái. Này, họ thích ngồi, một là họ thích ngồi, hai nó họ ghét đi. Thế là trong cái hướng dẫn của họ nó phản phất cái dấu ấn cá nhân trong đó, mà mình thì mình cứ cắm đầu mình đi theo. Đôi khi đó ổng đem cái vấn đề cá nhân ổng đem ổng ghép vô trong cái lời dạy, ghép trong cái hướng dẫn, mà nó xui một chỗ là cái vấn đề cá nhân của ông thiền sư nó không phải là vấn đề cá nhân của mình. Cho nên đến với một thiền sư, đến với một pháp sư, đến với một sư phụ thì mình chỉ nên gọi là gạn đục khơi trong, nên chắt lọc cái gì nó thật sự cần thiết, chứ mình không có cắm đầu mù quáng mê tín ngu muội mà thờ phụng một sư phụ mà bất chấp, thì cái đó là cuồng tín. Nhớ nha, cái chuyện nhận thức này nó sâu rồi, sâu chỗ đó. Sẵn đây tôi nói luôn, cho dầu sư phụ của các vị là ngài Xá Lợi Phất đi nữa, cho dầu sư phụ là ngài Xá Lợi Phất đi nữa, thì mình nên nhớ rằng là ngài cho mình nguyên một thúng gạo, thì trong đó cái phần nào mình ăn, cái phần nào mình không ăn. Thì trong thúng gạo đó có những cái sỏi và có những cái hạt mà nó bị hư thì mình bỏ. Khi mà ngài sẽ bắt ngài giảng thì mình nghe ngài sẽ bắt ngài không có nói sai đâu, ngài nói ngài, nhưng mà có những điều mà nó không hợp với cái tạng của mình thì mình bỏ. Ví dụ như ngài gặp mình, trừ ra Đức Phật Chánh Đẳng Giác là ngài nói không dư không thiếu, chứ còn ngài sẽ lại phát có rất nhiều trường hợp ngài cũng chỉ đoán thôi, đoán cái căn cơ của một người, chứ không phải lúc nào ngài sẽ phát cũng đúng. Nên nhớ cái này nha, ngài sẽ lại phát là đệ nhất trí tuệ trong 10 muôn triệu vũ trụ, là ngài sẽ phát là nhân vật số 2 về trí tuệ sau Đức Phật. Sau Đức Phật ngài là nhân vật số 2, có nghĩa là 1.000 mặt trời, 1.000 mặt trăng nó làm thành một tiểu thiên thế giới, mà 2.000 cái tiểu thiên nó làm một cái trung thiên, mà 3.000 cái trung thiên nó làm một cái đại thiên thế giới, mà trong 10.000 cái đại thiên thế giới như vậy là cái phạm vi hoằng pháp của một Đức Phật, mà trong phạm vi đó đó là Đức Phật Chánh Đẳng Giác là số 1. Thì dĩ nhiên mà mốt ngày tên thì vị khác lên lên thì mình tính khác, nhưng mà ngay cái thời điểm này khi giáo pháp của ngài còn, hoặc khi ngài còn đang trụ thế, thì ngài là nhân vật số 1 và ngài sẽ lợi phát là nhân vật số 2 về trí tuệ. Vậy đó, mà nói về căn cơ của chúng sanh á, thì Đức Phật là người thấy toàn bộ trọn vẹn chính xác 100%. Còn ngài sẽ lại phát có nhiều trường hợp là ngài phải đoán, có nhiều trường hợp ngài thấy không ra. Người này rõ ràng là đức trí tuệ nhiều mà hướng dẫn cả buổi mà sao cả 3 tháng trời đắc. Cái người nào rõ ràng là tham nhiều, tánh tham ái nhiều, tánh người này tánh sân nhiều, người rõ ràng người này là tánh hôn thị, người này tánh hoài nghi, người thấy rõ hết.
nhưng mà rõ ràng nhưng mà tại sao nói hoài nó đắc, mà ngài biết luôn là người này trong kiếp này là chắc chắn là đắc a la hán, ngài biết luôn cả chuyện đó nữa, biết ngài sao phát, ngài dương sức biết chuyện đó, ngài nhìn người đó, ngài liếc qua, ngài biết người này chắc chắn trong kiếp này phải đắc đạo, biết. Và ngài còn biết luôn người này là trí nhiều nè, đức tin nhiều nè, thiền định nhiều nè, chánh niệm nhiều, ngài biết chính xác luôn. Mà ngài cứ lay quay cả ba tháng trời mà không biết làm sao mà cho nói hoài, cái hưởng rất quá anh bắt. Cuối cùng ngày đem đến ngày ngày nhờ Đức Phật, Đức Phật chỉ tốn có tích tắc là xong. Điều đó cho thấy ngay cả sư phụ của mình là ngài Xá Lợi Phật thì mình cứ cắm cổ mình theo đôi lúc cũng không thành nha, thì nói chi là sư phụ thời nay. Cho nên là cái thái độ khoa học, thái độ thông minh nhất để có được một nhận thức chánh pháp nói riêng và nhận thức sống đời nói chung, đó là sự cẩn trọng, luôn luôn biết hoài nghi cái con đường dưới chân của mình. Vì sao? Vì hễ còn là phàm, ta không thể tin mình 100%. Sáng hôm nay cũng vấn đề đó, mình hiểu khác, buổi chiều mình hiểu khác, cái ông sư phụ mà dạy mình ông cũng y chang như vậy. Buổi sáng cũng vấn đề đó, ông nghĩ khác, rồi buổi chiều nghĩ khác. Nếu hồi sáng mình nghe ông giảng vấn đề đó như vậy mà buổi chiều cho dầu ông dựa theo kinh điển, chứ không có nói ý riêng nha, không có nói ý riêng, nói theo kinh điển, thì buổi sáng buổi chiều nó có hơi nhỉnh nhỉnh, nó hơi khác khác nhau một chút. Mà mình thì cắm đầu vào thờ sư phụ, mình coi sư phụ là bất di bất dịch, là hà đời đời bất biến, là một hàng số bất biến làm được. Nhớ kinh sách cũng vậy, các vị biết cái Apocalypse là ngụy thư đó, rất là nhiều, rất là nhiều. Ngày nay đó mà phải nói là vô chùa miễu, vô mấy hiệu sách, cái sách mà mình để thấy để là kinh Phật, sách Phật giáo lý nó nhiều vô thiên lục, vô thiên lục countless, để biết bao nhiêu cho hết. Mà ngay cả Việt Nam bây giờ có biết bao nhiêu vị thiền sư, vị kiều á, tóc tai đầy đủ về bệnh dụng võ mình làm thiền sư, mình thiền sư Duy Tuệ gì tùm lum nhiều, bây giờ nó còn rồi cái ông thiền sư gì mà Trần Lâm gì đó, nhiều lắm, mà Phật tử mình theo đần răng cứ nghe có cái mùi vì Nam Mô cái là tưởng là Phật rồi, là đi theo rất là nguy hiểm nha, rất nguy hiểm. Cho nên tất cả tăng ni và kinh điển trước mắt chỉ là cái chỗ để mình tham khảo thôi, nhớ cái này. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đạo Phật là cái đạo trí tuệ chứ không phải là cái chỗ đơn giản là tinh su. Không phải như bên Thánh Kinh nói phúc cho kẻ nào chưa thấy đã tin, mà bên đạo Phật mình phải nói ngược lại, phúc cho kẻ nào đã tin rồi mà vẫn ráng tìm hiểu để thấy. Đó, cái đó mới đúng là đạo Phật. Chứ còn mình nói là kiểu phúc cho kẻ nào chưa thấy đã tin thì rất là nguy hiểm nha. Đời này kiếp này gặp Phật pháp mà mình còn mù quáng, mà còn tin cuồng tín như vậy, đời sau kiếp khác mà sanh ra mà gặp ba cái đạo mà như đạo Hồi, đạo ba cái đạo mà đạo Cơ Đốc, đạo Do Thái, đạo Ấn Giáo gì còn mệt nữa. Thứ là gặp chánh pháp mà mình còn mù quáng, cuồng tín, ngu xuẩn thì nói gì mà mốt mình gặp tà đạo là mình chìm sâu, ghim sâu, gắm chặt cái trong đó là đời đời ngâu đầu lên không nổi, nhớ nha. Cho nên cái chuyện mà gọi là nhận thức của người Phật tử rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tức là trong cũng trong tăng chi cái phần tám pháp đó, Đức Phật dạy cho bà Gotami cái kỹ pháp môn nào mà càng đi theo á, mình càng được an lạc, đó là chánh pháp. Càng đi theo mà mình càng thích sống một mình, càng chán sợ đám đông. Cái pháp môn nào càng đi theo càng trở nên dễ nuôi, chứ phải dễ vui nha, dễ nuôi á, nghĩa là sống sao cũng được. Cái pháp môn nào càng theo mình càng trở nên tinh tấn, càng theo mình càng trở nên viễn ly, nhàn tịnh, thích thiền định, thì cái pháp môn là pháp môn đúng. Còn pháp môn nào mà cứ theo mà mình không có thay đổi, không có xê dịch được gì hết thì cẩn thận cái đó, nhớ nha. Bởi vì Đức Phật biết rất rõ là khi ngài tịch rồi thì thầy bà nó nhiều như nấm sau mưa vậy đó. Ngài biết ngay cả thầy ngày còn tại thế là đã đông rồi, nói chi lúc ngài tịch. Cho nên cái bữa nay tôi giảng về cái chuyển mạt pháp á, thì tôi lại trước khi muốn nói về mạt pháp tôi phải nói với chánh pháp trước. Thì chánh pháp á, cái giai đoạn một á, cái bước một chánh pháp là cái người mà đến với đạo là có lý tưởng đàng hoàng, lý tưởng chấm dứt sanh tử nha. Chứ còn mà đến Phật pháp mình để cầu công đức quả báo nhân thiên là không không có đúng. Thứ hai là cái vấn đề nhận thức,
Thứ cái một là biết trăn trở, có lý tưởng. Cái thứ hai là biết là cái có khả năng nhận thức. Có nhận thức đúng thì mới có cái hành trì đúng. Đấy. Cho nên cái bước tiếp theo, cái bước thứ ba của chánh pháp là cái người tăng ni Phật tử, cái người theo đạo, bên cạnh cái khả năng nhận thức đúng đắn, nó còn bước cái thứ hai là bước hành trì. Mình thời nay nó tăng ni Phật tử chia ra nhiều phe nhiều phái, mình gom lại gồm hai nhóm. Nhóm một về mặt nhận thức thì có một nhóm đó thì chuyên tâm đào bới, nghiên cứu, tham khảo chiều sâu, chiều rộng, chiều cao của giáo lý. Nhưng mà có nhóm hai thì là một là do cái tánh làm biếng, hai là do cái huệ căn mỏng, lười học đạo, thích theo cái đường lối nào mà khỏi có đi xài với cái đầu á, khỏi xài với trí nhớ trí hiểu á. Thích cái đó tu cho nó khỏe. Đó là nói về nhận thức. Rồi hãy khi mà cái nhận thức của mình mà nó hời hợt, nó sơ sài, nó đơn giản quá mức. Các vị nhớ ông Einstein có nói thế này, ông Albert Einstein, ông cha đẻ thuyết tương đối, relative theory, ông có nói một cái mà tôi rất là thích. Ông nói đơn giản là tốt, nhưng đơn giản quá là bậy. Đơn giản là tốt, bởi vì đơn giản là có nghĩa là gì, là không dư không thừa thì gọi là đơn giản. Nhưng mà đơn giản quá đó là lacking of, là thiếu. Nhớ nha, nhớ cái đó nha. Đơn giản là được, nhưng mà đơn giản quá đó là thiếu. Đơn giản thôi, chỉ đơn giản có nghĩa là không có dư thì gọi là đơn giản, không có rườm rà rắc rối thì gọi là đơn giản. Nhưng mà hãy đơn giản quá đó thì có chừng nó bị thiếu đó. Mình học đạo mình không học lấy gì mình hành, nhưng mà cắm đầu làm con mọt sách một đời chỉ là cái tủ kinh, chỉ là cái bị cái đãi tụng, cái bãi cái đãi cái tụng để mình chứa kinh đâu nhé. Tuy nhiên đừng có nghe người ta chửi với cái đãi kinh, với cái tủ kinh rồi mình nghe vậy cái mình cũng trề môi, nó tôi không có ngu đâu, thế là mình không thèm học gì hết. Người ta ít ra người ta là cái túi kinh, cái đãi kinh, còn mình nó là cái túi gạo, cái bịch bột thôi à. Kẹt như vậy đó nha, đó là cái cực đoan phải tránh. Cả đời làm cái một sách cũng sai, mà cả đời sợ kinh điển không dám lật ra nghiên cứu cũng là cái sai. Rồi từ đó nó dẫn đến cái hành trì. Hành trì nó cũng chia thành hai nhóm. Nhóm một là hành trì để mà hướng đến cái sự buông bỏ. Còn nhóm hai hành trì để mà có được cái này cái kia. Nhớ cái này nha, có hai cái cách tu. Cách tu một là để đắc cái này để đắc cái nọ, còn cách tu thứ hai là tu để bỏ cái này để bỏ cái kia. Chính vì có rất đông người tu nhắm đến cái chuyện đắc cái này đắc cái kia, nay được phỉ lạc rợn người, rồi nghe nhẹ bỏng, rồi có người cảm cảm làm như có hào quang hay gì đó. Chính vì có những người họ tu mà với một cái sự mà câu chấp nặng nề như vậy, cho nên nó mới có cái lời khuyên là tu là để buông, cho nó tu là để đắc. Cái lời khuyên nó chỉ dành cho cái người nào mà họ khư khư. Nhưng mà bất hạnh thay, cái lời khuyên này bị người ta hiểu lầm. Người ta cho rằng tu là không cần hướng tới gì hết, để tâm rỗng rang xây khơi vậy đó. Hiểu là sai. Tôi nhắc lại, lý tưởng cao nhất của đạo Phật là buông chứ không phải là nắm. Nhưng mà mình phải hiểu chữ buông ở đây là gì và nắm ở đây là gì. Nắm ở đây cái lời khư khư, mong mỏi được cái này đắc cái kia đó thì đó gọi là không nên. Mà buông là buông cái gì? Buông là buông cái phiền não, buông cái câu chấp, chứ không phải buông để là không màng tới giáo lý là sai. Các vị nhớ lại giùm tôi, các vị biết đi xe đạp không, cái tay mình nắm cái ghi đông phải nắm chặt chứ không thể nào mà mình nắm lơ lơ được, phải nắm chặt mình mới bóp thắng được được đúng. Nhưng mà nó chặt ở mức nào rồi mà cái chân của mình phải thả lỏng mình mới đạp được nha, cái chân mình phải thả lỏng mình mới đạp cái pedal được đúng không. Nhưng mà thả lỏng ở mức độ nào mà cái tay mình nắm cái ghi đông mình phải nắm nắm chặt, nhưng mà chặt ở mức độ nào thì mình mới điều khiển cái xe đạp nó vận hành. Người biết lội nói này họ hiểu liền. Buông người xuống nước, cái người biết lội họ ngộ lắm. Buông mình người dưới nước hỏi họ có gồng, họ nói không. Mà hỏi họ buông 100% họ nói không, không buông không gồng. Nhưng mà khi người biết lội họ biết thế nào là cái sự nỗ lực trong lúc bơi,
Trong lúc bơi có ra sức hay không? Có. Nhưng mà họ ra sức một cách uyển chuyển, một cách linh hoạt, một cách đúng mức, một cách hợp lý. Họ mới nổi lên mặt nước, họ mới có thể di chuyển lên mặt nước được. Chứ còn nếu mà mình chỉ khư khư mình nó xuống nước là có gồng không, nó đúng. Mà xuống nước buông 100% cũng không đúng. Mà nó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt, thông minh và hợp lý của cái gọi là buông và nắm. Nhớ nha. Đó. Nó xui một chỗ là người đời nay giáo lý không chịu học. Thì nãy tôi nói rồi, học đạo toàn là học kiểu tình cảm mà. Một là theo thầy bà mà mình thích, hai là muốn chỉ nghe cái mình thích là chết rồi. Có bị tưởng tượng uống thuốc và ăn uống thực phẩm mà cứ đi theo cái mình thích là chết rồi nha. Tu là phân biệt cái mình thích và cái mình cần, đó là tu. Nguyên cái đời tu nó chỉ có nhiêu đó thôi, cả đời tu nó chỉ có cái là phân biệt cái mình thích và cái mình cần, nhớ nha. Đấy, cho nên là ngay cái chuyện nhận thức là nó đã là lớn chuyện rồi. Ngay cái chuyện nhận thức là nó đã có vấn đề rồi. Ôm được cái cuốn kinh nào là chết trong đó, ôm chân được ông thầy nào là chết trong đó, là kẹt nha. Nhưng mà nếu mà buông hết cũng không được, mà nắm cũng không được. Trong 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 kinh có một cái ví dụ rất là hay. Cái con mèo hoặc con cọp nó tha con đó, nó cắn mạnh quá đó, thì con đau, không biết cái chỗ để cắn con cũng đau, là biết cắn chỗ nào và cái sức miết miết của hàm răng, cái sức gặm của nó ở mức nào đủ. Lơi lỏng quá con rớt, mà chặt quá thì con đau, con bị thương tích chảy máu. Thì cái người học đạo đối với giáo pháp họ cũng phải có sự khéo léo của một cái con mèo, con cọp mà nó tha con. Nhớ cái này là một. Thứ hai, phải nhớ một điều mà tôi nói 1 triệu lần, đó là cái con đường mà trên bản đồ nó không giống như con đường ở ngoài đời. Con đường trên bản đồ nó chỉ là cái vạch mực cong quẹo thôi, ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Còn con đường ở ngoài thực tế nó có cây cỏ, sông suối, ao hồ, nhà cửa phố xá. Như vậy thì khi mà mình xài bản đồ, mình khư khư mình cho rằng cái con đường ở ngoài nó cũng y chang con đường bản đồ, đó là một cái sai nha. Nhưng mà không phải là vì cái con đường ở ngoài và ở trong bản đồ nó khác nhau rồi mình không xài bản đồ, mà nó ô nó khác nhau sao lắc theo làm gì, sai. Chính cái bản đồ nó cho mình phương hướng, tọa độ, khoảng cách đó, mình theo đó để mà mình đi được cái con đường ở ngoài. Những gì mình học được về cái con đường giải thoát á, về cứu cánh giải thoát, khi mình đắc rồi đó, cái mình đắc mình thấy đó, nó không có giống như cái mình học. Nhưng không dựa trên cái mình học thì không đến được cái mình chỗ mình đắc. Mình nói đông rum, các vị có hiểu cái đó không? Cái con đường ở bản đồ nó không giống con đường ở ngoài, nhưng mà mình không từ chối cái bản đồ được. Rồi, nhưng mà ngược lại đó, mình cho rằng nó không giống nên mình không thèm xài cũng là cái bậy. Hoặc là mình cho rằng con đường ngoài với bản đồ giống nhau cũng là cái bậy. Học kinh là để thấy đường đi, và cái mà mình thấy được ở cuối đoạn đường đó nó không giống với cái mà mình thấy trong kinh. Tuy nhiên bỏ kinh ra là không được. À, cho nên là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật oai, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, có nghĩa là cứ y bám chặt từng chữ trong kinh là đó là nói oan chư Phật. Chư Phật có nói thế bao giờ. Nhưng mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, rời kinh một chữ thôi đó là nói lời của ma rồi. Nhớ cái này rất là phải cẩn thận cái chỗ này nha. Cho nên đừng gọi là chánh pháp là gì. Chánh pháp là và chỉ đầu tiên là phải có lý tưởng, thao thức, biết chán sợ cái sự hiện hữu đó. Thứ hai là khả năng nhận thức. Nhận thức cái gì? Nhận thức cái tinh hoa của giáo pháp, mà có thể gom gọn ở trong cái giáo lý tứ đế. Mà giáo lý tứ đế có thể gom gọn trong cái câu khẩu quyết sau đây: vạn hữu mà vạn vật ở đời, mọi sự ở đời do duyên mà có. Rồi phải mất, tôi sẽ dành hẳn một buổi giảng nói về hai cái câu khẩu quyết này. Ở đây tôi chỉ nói gọn thôi, tất cả nhận thức từ Phật tử phải y cứ trên cái này: mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Nhớ cái này nha. Khi mình thấy mọi thứ do duyên mà có thì mình mới thấy rằng mọi thứ đều là giả hợp, mọi thứ nó là composition, nó là transition, không có cái gì là pure, là solid, là massive hết, không có. Tất cả đều là đồ composition, đồ lắp ráp hết, nhớ nha. Và đồng thời mình thấy thêm một cái nữa: mọi thứ do duyên mà có, và đã có rồi đều phải mất.
mọi thứ trên đời này không có cái gì mà nó còn hoài. Cái nhân vô thường thì cái quả cũng vô thường, nhớ nha. Mọi thứ nó là từng giọt nước trên một cái dòng chảy, do điều kiện, do các thành tố nhân duyên điều kiện mà nó tiếp nối tồn tại. Từ cái tình trạng này chuyển sang tình trạng khác, mọi thứ trên đời này nó luôn luôn trong cái tình trạng becoming, trở thành một cái khác nha, không phải là existing mà là becoming. Cái existing nó rất là nguy hiểm, mà phải hiểu là becoming. Chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng trở thành một cái khác, trở thành một cái khác. Mà cái câu này cũng dễ hiểu lầm đó, trở thành một cái khác không phải là cái lá nó màu vàng nó chuyển qua cái lá màu xanh, nó lộn, lá màu xanh chuyển qua lá màu vàng, không phải. Mà trở thành đây có nghĩa là cái cũ mất đi và nó trở thành điều kiện để tạo ra một cái mới. Becoming ở đây phải hiểu là như vậy nha. Ở đây chỉ có similar not the same, có nghĩa là sao, cái con người cũ và con người mới nó similar, giống nhưng không phải là the same, nó phải là cái cũ, nhớ cái này, similar not the same, cái giống nhau chứ không phải là một cái. Đây là những cái mà các vị phải nhớ, học giáo lý là phải nhớ cái này. Thì người Phật tử muốn có một nhận thức chính xác về đạo, về con đường hành trì thì chuyện đầu tiên là phải nhớ cái câu thần chú này. Đây. Cái thứ hai đó, cái thứ một là cái lý tưởng, thứ hai là nhận thức, thứ ba là cái hành trì. Anh có nhận thức đúng thì anh mới có cái hành trì đúng, nhớ cái này nha. Anh có nhận thức đúng thì anh mới có hành trì đúng, trong khi cái nhận thức của anh đó là chẳng hạn như Phật pháp dạy mình buông, mà trong khi trong cái bước hành trì mình lại nắm nắm từng bước đi. Cái này mới buồn cười, mới mới là đáng tiếc nè. Ngày chưa biết đạo ta nắm chặt tiền tài danh lợi uy tín quyền lực, biết đạo rồi ta biết mọi thứ là hư ảo mù sương, ta chuyển qua ta coi nặng cái giá trị tâm linh, đó là giới, định tuệ, là tri kiến, là thiện pháp, là công đức. Không, mình mua mình không có nắm mấy cái mà danh lợi sắc quyền ở ngoài đời nữa, nhưng bây giờ mình chuyển qua mình nắm cái khác, đó là tôi giữ giới nhiều hơn bà kia, tôi học đạo nhiều hơn bà kia, tôi ngồi thiền lâu hơn bà kia, tôi bố thí nhiều hơn bà kia. Như vậy thì mình đã buông cái này mà mình bắt cái kia rồi nha, nhớ cái này. Nhớ cái này, mà vấn đề này nó được khởi đi từ đâu, từ cái nhận thức sai. Mình buông cái này mình nắm cái kia, nó chỉ sang hơn thôi chứ nó vẫn là nắm. Tôi nói rất là nhiều lần, trong một cái căn nhà đang cháy thì cái chuyện thông minh nhất là mình sẽ bung ra khỏi cái nhà đó, chạy ra khỏi cái nhà đó. Chứ còn cái chuyện mà mình cứ quẩn quẩn trong cái nhà đó, mình chung vô dưới sàn, mình chung dưới gầm bàn, mình chui vô trong nhà tắm, mình chung vô trong tủ áo, trong cái closet, rồi mình leo lên nóc, tất cả thấy khác nhau trên hình thức nhưng nội dung là giống nhau, đó là ngu xuẩn. Cái nhà nó đang cháy phừng lửa ngùn ngút ngùn ngục như vậy đó, mà chung với sàn để rồi cuối cùng cũng cây ngã ngói đè cũng chết, mà leo lên mái lửa nó thiêu cũng chết, chung như cho nhà tắm nó cũng chết, mà chung với gầm giường cũng chết. Không, cho nên khi mình đã thấy danh lợi quyền lực tiếng tâm nhan sắc là hư ảo, mình tìm đến với đạo, nhưng mà mình lại khư khư mình chấp chặt những cái thành tựu, những giá trị tinh thần của mình. Như vậy mình tiếp tục mình lại nắm nữa này, mà trong khi đó mình phải nhớ rằng mọi cái giây phút mà mình tu tập, dù là bố thí, trì giới, ngồi thiền, học đạo, nghe pháp, tất cả chỉ là những giây phút mình đang uống thuốc, mình đang là chữa bệnh nha, chứ không có giảm gì hết. Mình bị tiểu đường thì mình phải uống thuốc tiểu đường, mình bị cao máu thì uống thuốc cao máu, mình bị tim mạch thì uống thuốc tim mạch, mình bị là ruột, bị thận, bị gan, bị phèo, bao tử gì đó là mình uống thuốc mình chữa cái bệnh đó. Không có ai mà ngu xửng gì mà đi tự hào, tự đặt, tự kiêu, tự tôn, tự đại, tự mãn rằng là tôi đang uống cái thuốc đó. Không ai, chỉ có người bị tâm thần mới đi tự hào ở đó thôi nha. Chứ một cái người đó tỉnh táo không ai mà đi tự hào tự đắc rằng tôi đang uống thuốc tiểu đường. Ở đây cũng vậy, một cái người mà có não trạng gọi là bình thường, không có ba trợn, thì không có ai mà đi tự hào tự mãn rằng tôi đang có giới, tôi đang có kiến thức giáo lý, tôi đang tu thiền giỏi, tôi đang giữ giới bát quan mỗi tháng 8 ngày 15 ngày. Vì sao? Vì tất cả những chuyện đó chỉ là uống thuốc chữa bệnh thôi. Còn những người họ không chịu tu, họ không chịu học đạo là bởi vì họ bệnh mà không uống thuốc. Còn mình khác họ là vì mình biết mình bệnh và mình uống thuốc, chỉ vậy thôi.
mà cái người mình đã uống thuốc thì dựa vào đâu để mà kiêu ngạo tự đặt tự tôn đấy. Cho nên một ngày nào mà ngay trong đường hành trì mà mình không có được cái lý tưởng buông bỏ thì ngay trong thời điểm đó là cái hành trì của mình nó đã có vấn đề. À, nhớ cái nội dung chánh pháp là gì, đó là sự buông bỏ. Mà có những người họ họ hiểu chữ buông bỏ theo nghĩa cực đoan, buông bỏ đây có nghĩa là không màng gì hết, thích sao sống vậy gọi là buông bỏ, cái đó là sai. Mà buông bỏ đây có nghĩa là không có để cho mình bị gọi là cuốn theo cái thích và cái ghét. Buông bỏ đây có nghĩa là tiếp tục lánh ác hành thiện nhưng không có đem cái tôi gắn vào trong đó, thì đó gọi là buông bỏ. Chứ không phải buông bỏ đây là phá chấp, à, là giữ Bồ Tát giới, là có những cái giới mình có quyền gọi là khai đó, khai giới, những cái giới được bỏ, ví dụ như vậy thì là sai. Không có đó, điều đó không đúng. Mình dễ ngươi thì mình phải nhìn nhận mình dễ ngươi, chứ mình không thể viện cớ mình vinh dẫn một cái lý nào đó để mà mình nói đó là phá chấp thì mình được quyền làm thì làm vậy là sai, nhớ nha, cái đó không đúng. Cho nên là buông ở đây không có phải là bạc mạng, à, mà buông ở đây có nghĩa là vẫn hành thiện lánh ác nhưng trong một cái tinh thần tỉnh táo rằng là mấy cái này chỉ là chiếc bè qua sông thôi, chỉ là thuốc chữa bệnh thôi, đó gọi là buông. Tu là tu buông, mà tu vậy đó vẫn hành thiện lánh ác, à, nhưng mà bằng cái tinh thần buông bỏ. Trong khi đó có những người hành thiện lánh ác mà để cầu quả nhân thiên, hành thiện lánh ác mà còn mong người khác biết là mình đang hành thiện lánh ác, như vậy là chưa khá, chưa khá. Không, mà hành thiện lánh ác chỉ vì mình không thể hành ác cho nên mình hành thiện. Đó, có hai kiểu hành thiện nha. Kiểu hành thiện thứ nhất là bởi vì mình còn cầu mong cái quả báo nhân thiên đời này đời sau nên hành thiện lánh ác. Còn cái hành thiện, còn cái trường hợp thứ hai, hành thiện lánh ác là bởi vì người ta không có khả năng ác nữa cho nên người ta chỉ còn lại có cái thiện thôi. Nhớ nha, nhớ nhớ nhớ, cái đó rất là quan trọng. Thì cái hành trì ở đây là gì? Cái hành trì ở đây có nghĩa là làm theo những gì mình hiểu, làm theo những gì mình nhớ. Mà nếu mình hiểu đúng, mình nhận thức đúng thì cái hành trì của mình nó mới đúng. Không, trong cái bài giảng khai hội tôi chỉ nói đại khái sơ sài như vậy thôi, tôi định nghĩa cho bà con nghe cái mạt pháp là cái gì đó. Thì cái mạt pháp ở đây có nghĩa là cái giai đoạn mà tăng ni Phật tử không có được bốn cái điều mà này. Điều thứ nhất là cái lý tưởng hành đạo, đến lý tưởng đến với đạo không phải là do những thao thức trăn trở về đời này kiếp khác. Thứ hai là không quan tâm đến vấn đề nhận thức giáo pháp. Thứ ba là không quan tâm đến vấn đề hành trì. Và thứ tư là không quan tâm đến cái vấn đề gọi là chứng ngộ. Ở đây có tiếng Bali vậy nha. Trường hợp thứ nhất gọi là gì ta? Paraloka Vajrasavi, có nghĩa là biết trăn trở thao thức đời này kiếp khác. Trường hợp thứ hai gọi là Parijatidhamma, có nghĩa là cái con đường nhận thức. Không. Cái thứ ba là Patipatidhamma, có nghĩa là cái con đường hành trì. Và cái thứ tư là Patipatthivedanamma, nghĩa là con đường chứng ngộ. Cái chữ Patipatthivedanamma này nó còn có một từ synonym nữa, đó là cái chữ Adihigamma. Adihigamma hoặc là Patipatthivedanamma, có nghĩa là sự chứng ngộ đó, chứng ngộ. Thì một người Phật tử, một tăng ni Phật tử đúng nghĩa là phải có được bốn cái này. Một là phải có gọi là Paralokapayadasavi, biết quan tâm, biết ưu tư, biết thao thức, biết trăn trở về bản thân mình đời này kiếp khác. Thứ hai là biết quan tâm đến pháp học, tức là cái con đường nhận thức giáo lý. Thứ ba là biết quan tâm đến cái gọi là Patipatthidhamma, có nghĩa là cái con đường hành trì. Và thứ tư hiểu rõ được cái cứu cánh mục đích của con đường hành trì đó, có nghĩa là cái gọi là Patiwetatham á, hay là Athigamatham á. Tại sao có cái thứ tư này? Là bởi vì tôi đã nói rồi, đa phần mọi người, đa phần 99,9% miệng nói là học đạo hành đạo để cầu giải thoát, nhưng mà chúng ta vẫn không ra khỏi cái chuồng, cái củi của bản ngã. Cứ thấy ngồi thiền mà thấy mát lạnh là rồi đắt rồi, hoặc là mình ngồi lâu, mình giữ chánh niệm lâu ngày, 1 tháng 2 tháng, tự nhiên cái đầu mình nó sáng ra rồi đắt rồi, tự nhiên mình hiểu ra được những cái điều đó. Giờ mình nghe, mình đọc rồi mình hiểu, tự nhiên giờ nó bừng, nó sáng ra rồi là đắt.
Và có những người ngồi thiền được thời gian, tự nhiên họ thấy rằng là cái đức tin của họ nó quá mãnh liệt, bây giờ họ dám chết cho đạo, dám bán nhà để làm thiền viện, ví dụ như vậy. Họ tưởng đó là đặt rồi nhưng mà không, đó là những cái giai đoạn phải đi qua mà thôi nè. Đây gọi là 10 cái tùy tiền não quán. Nếu mà mình không có cái lòng mà cầu chấm dứt sanh tử đó, thì mình rất dễ bị chết trên đường đó quý vị. Tức là ở đâu mình thấy nó hơi vừa ý là mình cứ cho nó là cái điểm dừng là chết rồi, nhớ nha. Cho nên tôi nói hoài, tu có hai kiểu, tôi kiểu tu của người hốt rác và kiểu tu của người người lượm ve chai. Kiểu tu của người đổ rác là gì? Đó là thấy rác là liền, cái gì trên tay mình là rác là mình buông hết, đó là kiểu tu của người 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 đi đổ rác. Thấy cái gì là tham là sân là si là phiền não mình bỏ hết, thì đó là tu của người bỏ rác. Tu mà còn thấy mình câu chấp, mình nhỏ mọn, mình toan tính, còn thích còn ghét cái này cái kia, đó là mình bỏ bỏ liền, biết cái đó là bậy, đó là tu kiểu đổ rác. Còn tu cái kiểu mà lượm ve chai là sao? Là thấy cái gì hay hay là mà thấy mình có được cái gì hay là khoái chí, thấy hay là khoái, thấy hay là khoái, thấy mình có bát quan trai, rồi thấy mình đó là có tu chánh niệm, thấy mình có học giáo lý, thấy mình có bố thí cúng dường, thấy mình có quen biết với cao tăng nổi tiếng, thấy mình đó là thí chủ là xây chùa đúc tượng in kinh, thấy mình được nhiều người họ nể mặt, vậy là đối với mình là mãn nguyện rồi. Khi mà mình đối với mình mà mình hiểu như vậy đó, thì cái cứu cánh mà giác ngộ mình có vấn đề nha. Mình phải hiểu rằng cái cứu cánh giác ngộ là buông triệt để. Bồ Tát Tất Đạt Đa kiếp chót là một ông hoàng, ngài thấy cái ngai vàng không ra gì hết, ngài bỏ ngài đi. Ngày khi ngài đi xuất gia đó, ngài đắc được sơ thiền, ngài thấy nó chẳng là cái gì hết. Nhị tam tứ thiền sắc giới, ngài thấy cũng chẳng là gì hết. Ngài mới đắc đó, lên tới là hư không vô biên thức, vô biên vô sở xứ, phi tưởng phi phi tưởng, ngài thấy nó cũng chẳng là gì hết. Đó, đúng. Bây giờ theo trong kinh đó, cái vị Bồ Tát khác cái người bình thường ở những điểm sau đây. Thứ nhất, luôn luôn hướng tới cái tốt hơn, không có dậm chân tại chỗ, luôn luôn hướng tới cái tốt hơn. Thứ hai, khả năng buông bỏ rất lớn, khả năng buông bỏ rất lớn. Mà cái một với cái hai nó lẫn cặp. Bởi vì khi mình luôn luôn hướng tới cái tốt hơn, có nghĩa là mình phải có khả năng buông bỏ cái cũ, không? Còn mình á thì cái gì tốt cũng ham, nhưng mà cái cũ không có buông. Mà trời xanh mình có hai bàn tay mà cái gì cũng muốn nắm, mà nắm sao nổi. Cái vòng ôm của mình một lúc mình chỉ ôm được có một một người hoặc một món đồ thôi. Bây giờ mình muốn ôm bốn năm thứ, ôm ngã nào? Đây, phải bỏ bớt cái này mà ôm cái kia nha, mà ôm là sai. Cho nên cái đặc điểm của Bồ Tát, một là hướng tới cái tốt hơn, thứ hai là khả năng buông bỏ rất tốt, thứ ba là không giam nhốt mình trong bất cứ một cái bến bờ nào, một cái tù ngục, một cái chuồng cũi nào. Đó là sao? Đối với Bồ Tát đắc thiền đến cái tầng nào đi nữa, ngài thấy rằng đây là cái cần phải vượt qua, luôn luôn như vậy. Và ngày khi ngài sống trong một gia đình bằng vợ đẹp con ngoan, ngài vẫn luôn hiểu rằng đây là cái cần phải bỏ lại. Đấy. Khi ngài làm vua cai trị một lãnh thổ bao la, ngài làm một ông triệu phú cai trị một trưởng gọi là trưởng quản một cái gia tài đồ sộ, thì ngài luôn luôn ngài thấy rằng có cái tốt hơn cái này, cái này là cái không có đáng để mình nắm. Đó, luôn luôn như vậy. Cho nên Bồ Tát là đó là nói về vật chất, còn nói về tinh thần là đặc chứng cái gì đi nữa, luôn luôn ngài biết rằng cái này là cái cần phải vượt qua. Cho nên Bồ Tát có ba cái đặc điểm mà người bình thường không có. Một là luôn luôn hướng tới cái tốt hơn, hai là khả năng buông bỏ rất tốt, ba là không có tự giam nhốt mình trong bất cứ cái chuồng cũi nào. Đấy, còn mình thì sao? Tôi đã nói hoài là mình có hai cái kiểu tu, cái kiểu tu của người thả diều và của người thả chim. Thả chim có nghĩa là mình buông ra con chim nó bay đi đâu nó bay. Còn tu kiểu thả diều có nghĩa là cũng mang tiếng là thả, nhưng mà giữa con diều với mình nó còn có sợi dây nó ràng ràng lại, không? Mình giữ giới là mình vì mình thương chúng sanh mà mình không có sát sanh. Thí dụ như vậy, mình bố thí là vì mình thương cái người họ đang cần, chứ mình không có nghĩ cái chuyện khác. Còn đằng này á là cứ lúc nào cũng mong cho tôi được cái này, mong cho tôi được cái kia. Nên nhớ Bồ Tát là phước, Bồ Tát cũng có nguyện, nhưng mà nguyện để buông, còn mình á nguyện để nắm. Bồ Tát ngày bố thí, ngày cúng dường, ngày nguyện thành Phật, mình tưởng là ngày cũng nguyện giống tôi, không. Phật là buông triệt để,
Nguyện thành Phật đó là nguyện buông triệt để. Còn mình nguyện thành Đế Thích, thành Phạm Thiên, thành nhà giàu, thành mỹ nhân, được tiếng tăm, được quyền lực, được tình cảm, và là mình ước nguyện đủ điều. Đó là nguyện để mà nắm. Còn ngày nguyện đến ngày buông, ngày nguyện đến thành, nguyện thành Phật quả mà. Người nào nguyện thành Phật quả mà với ý niệm tôi thành Phật là sai. Sai. Không có tôi thành Phật, mà là chỉ nhắm đến Phật quả mà thôi. Vì trong kinh ghi rất rõ, bốn đế là gì? Chỉ có sự khổ, chứ không có ai bị khổ. Chỉ có cái điều kiện tạo ra khổ, chứ không có ai tạo ra khổ. Chỉ có sự diệt khổ, chứ không có ai diệt khổ. Chỉ có con đường hành trì, chứ không có ai hành trì. Hiểu như vậy thì mới hiểu đúng bốn diệu đế. Còn đằng này á, là thấy rằng tôi đang bị khổ, tôi đang bị nằm trong cái tập đế, đang nằm trong cái khổ đế. Chính tham ái của tôi tạo ra cái khổ của tôi. Bây giờ tôi muốn hết khổ là tôi phải chấm dứt cái tham ái. Và muốn chấm dứt như vậy tôi phải hành trì. Luôn luôn có cái tôi trong đó. Và hôm nay tôi đã hành trì được cái này, tôi đã hành trì được cái kia. Tôi hành trì tốt hơn người này, tôi hành trì thua người kia là sai nha. Hành trì chỉ là hành trì. Uống thuốc chữa bệnh thì đến giờ là cứ lấy thuốc bỏ vô họng, nốc một miếng nước, đó gọi là uống thuốc. Chứ không cần phải tâm niệm rằng tôi hay hơn ông hàng xóm, vì bữa nay tôi uống tới ba loại thuốc: thuốc tiểu đường, thuốc cao máu, thuốc tim mạch là sai nha. Ở đây cũng vậy, hành thiền sống chánh niệm là đủ rồi, chứ không nhất thiết để thấy mình hay ở trong cái hành thiền, thấy mình hay ở trong cái giữ giới, thấy cái hay trong cái bố thí, thấy mình hay ở trong cái việc học hỏi giáo lý, hay trong cái sự quyên bác, thấy hay ở trong cái sự quen biết cao tăng. Thế cái hay là vì mình là thí chủ lớn, tất cả là xe bé nha. Chỉ là uống thuốc chữa bệnh thôi. Thì lúc bây giờ cái điều thứ tư có nghĩa là cái cứu cánh, cái cứu cánh của người biết đạo lúc bây giờ nó là sự buông bỏ triệt để và toàn diện nha. Chứ còn cái mà Phật giáo hướng tới nó không phải là sự đắc chứng cái gì. Và những người nghe tôi nói này có vị sẽ hoang mang, có vị nói ủa trong kinh có nói đến đạo quả mà sư. Đúng, các vị có hai cách tu. Cách tu thứ nhất là tu để chứng thánh, và cách tu thứ hai là tu để không còn là phàm. Khi các vị không còn là phàm thì tự nhiên nó là làm thánh đầu, nhớ nha. Có hai kiểu tu: tu để chứng thánh và tu để không còn phàm. Mà tôi đó, tôi đề nghị là mình tu để không còn phàm nó hay hơn. Là vì sao? Khi mình tu mà để mình không còn là phàm, nó an toàn lắm, mà nó dễ thương lắm. Có nghĩa là mình cứ thấy cái nào phàm đó, là mình nhận diện, ồ cái này là phàm. Cứ ngày nào mình còn thấy cái phàm mà nó lòi ra, nó trồi ra, là mình cứ nhận diện, ồ cái này là phàm đó, nó an toàn. Khi nó không còn cái phàm nào nó lòi ra nữa thì lúc đó mình là thánh. Cái phần đó mình không có lo. Trong khi đó nếu mà mình tu với cái tâm nguyện là để đắc cái này đắc cái kia, nghe thì nó sang thiệt nhưng nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào? Là bởi vì khi mà mình tu để không còn là phàm á, cái phàm đó mình biết cái mặt mũi nó ra làm sao, mình biết này là phàm nè đó. Tham sân si ngã ái mạn kiến nghi ganh tị bỏn sẻn tiểu tâm nhỏ mọn hung ác hại người nè, đó mình biết. Còn cái thánh mình có biết mặt mũi thánh nó ra làm sao đâu. Cho nên khi mình tu mình cầu cái quả thánh á, bữa nào mà mình thấy nó rợn rợn mát mát á, mình tưởng đắc rồi. Mình hiểu ra một điều đó giờ mình hiểu, mình tưởng vậy là đắc rồi. Lý do tại sao mình tưởng là bởi vì cái thánh mình đâu có biết mặt mũi thánh nhân ra làm sao. Cho nên tu mà để mà cầu tu với cái lòng mà đắc cái này được cái kia nó nguy hiểm. Thứ nhất là nó củng cố cái tôi, cái ngã mạn của mình. Thứ hai nữa là nó rất dễ dẫn đến cái hiểu lầm ngộ nhận, mà cái từ chuyên môn gọi là tăng thượng mạn ác để hí ma nát. Có nghĩa là chưa đến đâu mà tưởng lên trời ngồi rồi, đôi khi mới trên đọt cỏ, mới trên ngọn cỏ mà tưởng lên đã lên mây xanh ngồi rồi. Nhớ nha, nguy hiểm lắm, nhớ là rất quan trọng. Cho nên là có được bốn cái này được gọi là chánh pháp, mà thời hôm nay được gọi là cái thời mạt pháp là bởi vì bốn cái này cơ hồ không còn nhiều lắm, rất hiếm, rất hiếm. Cái chuyện đầu tiên là cái lý tưởng tu hành là trăn trở thao thức về đời này kiếp khác là quá hiếm. Cái hiếm thứ hai nữa là quan tâm đến cái đường lối nhận thức về giáo pháp, về chuyện đời có được bao nhiêu người.
đa phần chúng ta học đạo một cách rất là dễ dãi, rất là sơ sài nha. Mà nếu mà học đạo nhận thức một cách sơ sài thì cái hành trì thực nghiệm nó cũng sơ sài. Mà nếu mà cái hiểu cái hành nó sơ sài thì coi như cái đắc nó cũng ngàn trùng diệu vời nha. Bởi vì cái cú cánh cao nhất của người tu hành là sự buông bỏ triệt để. Mà nhưng tôi nhắc lại, buông bỏ ở đây không phải là muốn làm gì thì làm, mà buông bỏ ở đây nghĩa là tiếp tục sống thiện. Nhớ nha, tiếp tục sống thiện nhưng mà không có gắn cái tôi của mình vào trong đó. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Vì khi nào mà mình gọi là intentionally, mình kiêng tránh một cái gì đó, intentionally avoiding of something, thì cái đó mới gọi là giữ giới. Mình cố ý, mình cố ý, có chủ ý kiêng tránh một cái chuyện bậy bạ thì cái đó mới gọi là giữ giới. Không, cái ngày mình hỏi bác quan buổi chiều nghe người ta làm bánh xèo thơm quá mà mình kè mình mới ăn, cái đó mới là giữ giới. Chứ còn cái giấc gì pha một ly sữa, cái pha một ly sinh tố, cái gì ngồi coi phim đại hàng thì cái đó đâu có bị, đâu có ăn đâu. Không, ly sinh tố hoặc là uống ly sữa rồi ngồi coi phim đại hàng thì hoặc là ngồi coi ba cái clip tào lao trên Facebook, cái đó đâu có, nghĩa là đừng có nhạc thôi, đâu có, đừng có ca vũ nhạc kịch là được rồi. Tưởng là giữ giới, thế là tôi đâu có sát sanh, tôi đâu có trộm cắp, tà dâm nói dối, uống rượu ăn sáng giờ ca múa, đâu có gì đâu. Tôi không có, nghĩa là tôi phải giữ giới. Sai, sai bét. Giữ giới không có phải đơn giản là không phạm, mà là cái intentionally, cái một cách cố ý đó, một cách cố ý, intentionally avoiding, một cách cố ý kiêng tránh. Ví dụ như trước một cái thử thách, con muỗi nó cắn mình mà lẽ ra mình đập nó cái bóp rồi, nhưng mà mình kèm lại, mình không có đập. Mà cái kèm này nó lại có hai, kèm vì mình và kèm vì nó. Thì cái kèm vì mình đó, nó thấp, mà kèm vì nó thì nó mới cao. Nhớ nha, kèm vì mình là sao? Là mình sợ bị tội, mình sợ bị phạm giới, mất phước, sợ bị tội là bây giờ mình đập nó mà mốt mình bị xe cán đá đè. Không, mình không dám đập mũi đâu, mình bị sợ bị xe cán đá đè thôi mới đập. Thì cái đó gọi là giới giữ cho mình. Còn giữ giới cho nó là vì mình thấy rằng nó cũng tham sống sợ chết. Mình không có nỡ đập lúc đêm giờ thì giữ giới là giữ giới cho nó nha. Thì cái gì trong trường hợp đó đó thì cái ý nghĩa giữ giới nó mới là cao cấp. Chứ còn mà khi khơi có bị nằm ngủ, có bị đâu có phạm giới nào, lúc đó gọi là giữ giới hay sao? Đó. Rồi, hai người lúc 1 giờ chiều, một người thì gọi là buổi trưa đã ăn một bụng no nóc, cho nên lúc 1 giờ là nó vẫn còn no. Không, họ nghe người ta chiên bánh xèo là họ tỉnh bơ, nhưng mà cái ông thứ hai là trưa nào ông không ăn gì hết, ông bị trễ 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 tàu trễ xe, ông không ăn, ông đang đói. Mà tới 1 giờ chiều ông thấy là có người chiên bánh xèo mà ông vẫn kiên quyết không ăn, thì ông đó mới làm giữ giới. Còn cái ông kia nó là ông đã quất một bụng no nóc, bây giờ ông thấy người chiên bánh xèo ông tỉnh bơ, thì đối với tôi cái đó không phải là giữ giới. Mà giữ giới là cái ông thứ hai, cái ông mà đang đói đang thèm mà ông không có ăn đó, bởi vì hôm đó là ngày bác quan trai, cái đó mới là giữ giới. Nhớ nha, thì nhiều người Phật tử không biết đó, và sẵn của tôi cũng nói luôn là giữ giới là phải hiểu ý nghĩa của giới, tại sao mà Phật khuyên mình nên làm cái chuyện đó, chứ không phải là trong kinh ghi như vậy là mình cấm đầu mình làm một cách cuồng tín mù quáng và ngu xuẩn nha. Ví dụ như là có hai cái trường hợp, thì chẳng hạn như cái giới ăn, giới ăn 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 chiều á, có trường hợp thứ nhất là sáng giờ chưa ăn gì hết, mà bây giờ có mâm cơm dọn ra mà lúc nó 11 giờ 10, 12 giờ 15, 12 giờ 10 rồi, có người họ kiên quyết không ăn, họ nói trễ giờ, thà họ gồng, họ nhịn, họ chịu đói đói nguyên một buổi chiều cộng với nguyên một đêm nữa, bất chấp bao tử hoành hành. Không, đó là cách một. Cách thứ hai linh động hơn, sáng giờ chưa ăn gì hết mà bây giờ đó là bữa nay là ngày Bát Quan mà chưa ăn gì hết, mà bây giờ lúc mà dọn cơm được ra là 11 giờ mấy, 12 giờ mấy, 1 giờ họ ăn, họ ăn. Nhưng mà với một cái tâm niệm thế này, đây là bữa ăn duy nhất của tôi trong ngày để bao tử của tôi ok, và chiều nay tôi mới đủ sức tôi ngồi thiền, tôi đi kinh hành, thì tôi tán thán trường hợp thứ hai.
Còn cái chuyện mà trong kinh nói là ai đó là thà chết mà không phạm giới đó, thì tôi xin cúi đầu tán thán cái người đó. Nhưng mà tôi không dám đem câu chuyện đó mà tôi ép Phật tử phải làm như vậy. Là vì sao? Là vì mỗi người một duyên, mỗi người một cái căn khác nhau. Đời xưa còn Phật còn Thánh, tình hình nó khác, không? Thứ hai nữa là cái huệ căn, cái phúc duyên, cái túc duyên của cái ông mà bán mạng giữ giới nó khác mình, không? Thì quý vị nào làm được như vậy thì tôi xin cúi đầu tôn kính vị đó. Nhưng mà tôi, quý vị hỏi tôi thì tôi nói thiệt, tôi chọn cái trường hợp hai. Nếu từ sáng đến giờ chưa ăn gì hết mà bây giờ đã trễ rồi thì thôi quý vị làm ơn quý vị ăn giùm tôi. Nó có nhiều cái lý do lắm. Thứ nhất, sau khi ăn xong, lúc ăn phải nhớ đây là bữa ăn duy nhất trong ngày. Tại sao Đức Phật ngày khuyên mình không ăn sáng giờ? Là vì ngài không muốn mình gọi là tạo thêm cái tâm tham đắm hưởng thụ. Ngài không muốn mình mất thời giờ tu tập. Ngài biết rằng cứ thêm một bữa ăn là phải có một bữa, hãy có bữa ăn là phải có nấu ăn, phải có nấu ăn là nó gây ra bao nhiêu cái phiền lụy, bao nhiêu cái hệ lụy cho mình và cho chúng sinh khác, nhiều lý do lắm. Cho nên ngài khuyên mình nên ngày ăn buổi đủ sống rồi. Mà nếu mà nói như vậy thì trường hợp như nó trễ mà 5-30 phút một tiếng theo tôi, thì lúc ăn nhớ niệm như thế này, đây là bữa ăn duy nhất trong ngày. Mà giới điều kiện ăn đây hoàn toàn không phải là để thưởng thức hưởng thụ, ăn đây không phải là vì ngon miệng, mà cái bữa ăn này bữa ăn cứu mạng, ăn để chiều nay có thể ngồi thiền đọc sách xem kinh kinh hành, ăn để đêm nay bô tử nó đừng có quậy mình suốt một đêm là mất công nửa khuya mà nó chất chua, nó trào ngược ra rồi khổ mình khổ gia đình, nửa đêm ò e nó mệt lắm nha. Cho nên tôi nói lần nữa, tôi xin cúi đầu tôn kính những cái bậc bán mạng liều mạng giữ giới, nhưng trong cái sự chân thành và chân thật nhất thì tôi cũng phải xác định quan điểm của tôi là tôi không dám khuyên quý vị liều mạng, không? Bởi vì thân người khó được và sức khỏe thì cũng khó kiếm. Bây giờ biết được Phật pháp thì cũng phải giữ mạng giữ sức khỏe để mà mình còn đi quãng đường dài. Còn mình liều mạng thì ok, quý vị nào trong liều mạng thì nhớ báo tôi biết để mà tôi cúi đầu từ xa nha. Nhưng mà kêu tôi khuyên thì không, tôi không có khuyên cái kiểu mà mình lạ vậy nha. Ok, thì như vậy bài giảng khai hội khai mạc thì bấy nhiêu đó thôi. Nhắc lại bà con nhớ cái mạt pháp là cái gì, mà cái chánh pháp là cái gì, đã định nghĩa rồi thì đã, cái Phật pháp muôn thở nó là như vậy, chân lý muôn thở là như vậy nha. Nhưng mà gọi là mạt là bởi vì không có người hiểu đúng, không có người quan tâm, không có người hành trì, không có người chứng đắc nữa thì được gọi là mạt pháp. Thì tôi mong rằng cái bài giảng đầu tiên này nó là điểm bắt đầu tốt để cho mấy cái, từ cái nền tảng này thì mấy bài sau tôi mới rút những điều tôi nói trong bài giảng này nè, tôi rút rồi tôi nói phần. Rồi tới đâu hay tới đó. Cách đây mấy hôm bác sĩ Kiên hỏi tôi chứ có lựa cái đề tài nào thuyết giảng để mà ông đăng lên hay không, mà tôi cứ suy nghĩ hoài, bởi vì cái lớp mình đức ấy, là những vị Phật tử tôi biết mặt biết mũi, tôi biết cái sức học của họ, thì tôi có thể sắp xếp nghe nội dung được. Mà nói gì tôi chưa bao giờ tôi cho họ biết là tôi giảng cái gì, luôn luôn và luôn luôn là đề tài của tôi luôn luôn là phút cuối. Một là cái tôi nghĩ ra cái gì tôi thấy vừa ý, hai nữa là nhất là giảng trực diện trực tiếp trước mặt Phật tử. Tôi quan sát trước mặt tôi cái người tuổi tác một phần, rồi cái thái độ của người nghe một phần nha. Ở đây tôi giảng mà tôi giảng giống như giảng trong nghĩa trang vậy đó, có nghĩa là tôi không hề thấy mặt của người nào hết. Thì nãy giờ tôi giống như thầy cúng mà tụng chú ở trong nghĩa trang thì tôi cũng mong mấy cái dông nghe được vậy thôi. Thì mong rằng là bài giảng này là mở ra một số tiền đề để cho sau này bà con là để sau này tôi mở rộng triển khai những cái gì đã nói. Và hẹn là bà con thứ hai tuần sau. Và có người đề nghị tôi là lớp Minh Đức cũng vậy, đề nghị là sao mỗi buổi giảng nên dành tí thời gian để cho bà con này hỏi này hỏi kia. Thì tôi lúc đầu tôi cũng nhưng mà sau đó tôi từ chối, là bởi vì thứ nhất là một cái đám đông quá mình biết hỏi cái gì. Cho nên bao nhiêu thắc mắc làm gom lại giùm tôi một một chỗ đi. Sẽ có một cái ngày thứ hai nào đó mà tôi thấy câu hỏi nó nhiều quá, không?
thì tôi sẽ không giảng bài mới, mà tôi sẽ dành nguyên một cái buổi đó tôi giải đáp toàn bộ mấy câu hỏi của bà con. Và những câu hỏi đó không nhất thiết là bà con phải gửi trước bây giờ, bà con cứ giữ làm của đi nha. Rồi đến cái bữa nào đó mà quý vị thấy câu hỏi nó dồn nó nhiều quá, các vị báo cho cái ông này MC, cái ông admin hả, kiểu admin hả, thì báo cho ông biết thì ông sẽ post lên câu hỏi rồi chúng tôi sẽ trả lời nha. Chứ còn ngay bây giờ mà để cho bà con hỏi thì nghe nó hợp lý đó, nhưng mà bà con hỏi ví dụ như là tại sao bên đây ăn chay bên kia ăn mặn, tại sao bên đây mặc áo màu vàng bên kia áo màu nâu, trong gần 20 năm giảng online sợ nó lắm, mất thời gian quá đi nha. Cho nên chúc bà con một ngày đầu tuần vui vẻ, một giấc ngủ ngon. Bây giờ bên đó là chắc cũng là khuya rồi, bên đây là 10, bên đây là 1 giờ chiều rồi. Ok, chúc bà con một ngày vui.